Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 17. Lấy được thì chạy. 1. Đại hán dâu quay giơ tay phải lên đánh một quyền về phía ánh sáng màu tím. Ầm. Ánh sáng màu tím vỡ vụn, mà đại hán dâu quay nón lại lùi về phía sau. Tử Điêu đang chuẩn bị công kích tiếp, Dương Diệp ở bên cạnh đã vội vàng ngăn lại, hắn ôm Tử Điêu vào lòng. Dương Diệp nhìn Lãnh Tâm Nhiên và đại hán dâu quay nón trong trận chiến, sau đó cười ngại ngùng nói. Hai vị, các người tiếp tục đi, chúng tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi. Dương Diệp nói xong muốn quay người bước đi, lúc này hắn cũng hơi hồi hận vì mình đã đến đây quá sớm, nếu như đến chậm một chút, đợi tới lúc đó hai người lưỡng bại câu thương, không phải sẽ ti ti hơn sao? Nhân loại, ngươi xem chúng ta là kẻ ngốc sao? Đại hán dâu quai nón bước tới trước một bước, nặng nề nói. Dương Diệp nghe nói thế dừng bước, nhìn đại hán dâu quai nón nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Mí mắt của đại hán dâu quai nón giật giật, hắn muốn thế nào? Nhân loại trước mắt này có hiểu rõ không? Là chủ ý của ai trước? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của đại hán dâu quai nón phộ ra sự giận dữ nói. Nhân loại tham lam các người mau rời khỏi nơi này, ta sẽ không truy cứu. Nếu không nơi này sẽ là chỗ chôn cát của các ngươi. Chính lúc này Lãnh Tâm Nhi ở bên cạnh nhìn về Dương Diệp nói. Băng linh quả là linh quả địa cấp thượng phẩm, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm mới chín. Lúc này, băng linh quả sắp chín, chỉ cần nó chín thì nó chính là linh quả thiên cáp. Ăn một quả có thể bằng 10 năm khổ luyện, ta với ngươi liên thủ giết chết huyền thú vương cáp hóa hình này, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp nghe nói vậy. Hắn lại cảm thấy hơi kinh ngạc và động lòng, kinh ngạc chính là những quả kia không ngờ tại là linh quả thiên cấp, động lòng là vì đề nghị của Lãnh Tâm Nhi, trước đó hắn cũng biết con huyền thú vương cấp này chắc chắn không phải là hàng bỏ đi, ít nhất một mình nàng cũng không cách nào giải quyết được. Dương Diệp còn chưa biểu hiện gì, đột nhiên Tử Điêu trên vai hắn đã ra tay, nó chấp hiện một cái đã trực tiếp xuất hiện sau lưng đại hán dâu quai nón, tại một cái chớp lóe, Tử Điêu đã xuất hiện trước cây đại thụ kia rồi. Ngươi dám? Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của đại hán dâu quai nón thay đổi mạnh mẽ, khuôn mặt của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, hắn rồng tên một tiếng, chân phải của hắn bỗng đạp lên mặt đất, thân hình tấn công về phía Điêu. Nhưng mà đã muộn rồi, bởi vì Tử Điêu đã vung vẫy móng vuốt nhỏ, ánh sáng tím bao trùm cây đại thụ kia, sau đó trong nháy mắt cây đại thụ kia biến mất ở trong ánh mắt kinh ngạc của đại hán dâu quai nón, Dương Diệp còn có Lãnh Tâm Nhi, cùng lúc này Tử Điêu lóe lên. Trực tiếp biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trên vai của Dương Diệp, móng vuốt nhỏ vỗ tên vai của Dương Diệp, giống như đang bảo Dương Diệp mau chạy trốn. Dương Diệp đầu tiên sửng sốt, cũng may là hắn phản ứng không chậm, rất nhanh đã phục hồi tại tinh thần. Sau khi Dương Diệp phục hồi tinh thần, hắn cũng không suy nghĩ gì đã rút ra một tấm thần hành phù thượng phẩm vỗ lên người mình, huyền khí nhập vào trong bên trong tật phong hoa, cơ thể hóa thành một đường màu đen bắn về phía xa. Nếu như một chọi một Dương Diệp còn có chút lòng tin, nhưng một chọi hai thì Dương Diệp không chắc chắn lắm, phải nói tà hoàn toàn không có lòng tin. Phải biết rằng Lãnh Tâm Nhiên kia quả thật không phải tà hàng bỏ đi, huống hồ còn cộng thêm một huyền thú hóa hình vương cấp không yếu hơn nàng, không hề có bất cứ do dự gì, Dương Diệp lập tức tựa chọn chạy là thượng sách. Không thể không nói, dưới tình huống dốc hết sức chạy trốn, tốc độ của Dương Diệp nhanh vô cùng, chỉ trong thời gian hai hơi thở. Dương Diệp đã biến mất trong tầm mắt của đại hán dâu quai nón và Lãnh Tâm Nhiên. Nhân loại, ta muốn xé xác ngươi. Đại hán dâu quai nón phục hồi tinh thần lại trước tiên, sau khi đại hán dâu quai nón phát ra tiếng giống giận kinh động đất trời, chân phải giẫm mạnh một bước, mượn lực đẩy của mặt đất, cơ thể bắn về phía Dương Diệp chạy trốn, mà mặt đất chỗ hắn đạp lên đã trực tiếp sụp xuống, từng vết nứt to bằng cánh tay đang nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Nhìn theo phương hướng của đại hán dâu quai nón và Dương Diệp rời đi, Lãnh Tâm Nhi hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói. Thật đúng tà một con huyền thú kỳ tạ. Nàng vừa nói dứt lời, thân hình đã chợt lóe lên, đuổi theo sau. Băng linh quả đúng là vật vô cùng quan trọng với nàng, nàng đã tìm rất nhiều ngày ở Thập Vạn Đại Sơn, bây giờ khó khăn lắm mới tìm thấy, nàng tạm sao có thể từ bỏ được. Lúc này có thể nói tốc độ của Dương Diệp đã nâng lên đến cực hạn. Những chỗ hắn đi qua đều lưu lại tàn ảnh mỏng, mà Tử Điêu trên vai hắn lại còn chê chưa đủ nhanh, móng vuốt nhỏ ra sức nắm tay tay của Dương Diệp, bảo Dương Diệp tăng tốc. Dương Diệp cũng rất muốn tăng tốc, nhưng mà tốc độ này đã là cực hạn của hắn,
vì vậy hắn chỉ có thể liếc mắt nhìn hành động của tiêu tử này mà thôi. Đột nhiên Dương Diệp giống như nghĩ tới gì đó, ánh mắt hắn sáng lên, mình không phải có huyền thú bay sao? Nghĩ đến đây, Dương Diệp chuẩn bị thả lôi điêu ra ngoài, đột nhiên có một tiếng rồng kèm theo giận dữ vang lên, lập tức có một quyền phong sắc bén mang theo tiếng không khí bị xé rách mạnh mẽ đánh vào đầu hắn. Đồng tử của Dương Diệp co lại, cơ thể đột ngột dừng lại và xoay người đánh về phía quyền phong. Ầm. Một âm thanh nặng nề đột ngột vang lên, Dương Diệp cảm thấy cánh tay tê dại nên đành phải lùi về sau hơn 10 bước, mà đại hán râu quai nón đối diện với hắn lại không hề nhúc nhích. Trong lúc đại hán râu quai nón đang chuẩn bị tiếp tục công kích, lúc này nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống, một bóng trắng lướt qua, Lãnh Tâm Nhiên mặc váy trắng xuất hiện, vẻ mặt của đại hán râu quai nón thoáng thay đổi. Hắn do dự một lát cuối cùng không lựa chọn ra tay nữa, hắn không thể không kiêng kỵ thực lực của nữ tử trước mắt. Lãnh Tâm Nhiên không quan tâm đến đại thúc râu quai nón mà nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta giúp ngươi chặn hắn lại, ngươi chia cho ta 3 quả băng linh quả, ngươi thấy thế nào? Nếu như ngươi từ chối, ta liên thủ với hắn cộng thêm lúc này có vô số huyền giả nhân loại và vô số huyền thú trong thập vạn đại sơn đang đuôi bắt ngươi. Cho dù ngươi có tiểu tử thần bí kia cũng chạy không thoát khỏi thập vạn đại sơn đâu. Vẻ mặt của Dương Diệp thoáng thay đổi, không thể không nói nữ tử trước mắt nói vẫn vô cùng có lý. Hắn là có huyền thú bay, nhưng huyền thú bay này có tác dụng với những huyền thú kia không? Nhưng chỉ là như vậy mà đem bảo bối của mình đạt được chia phân nửa cho kẻ khác, cuối cùng hắn vẫn là hơi không cam tâm. Có mắt mới có được, nếu như không mắt, người nhất định sẽ bị hai người chúng ta quấn lấy. Mà nếu bị hai người chúng ta quấn lấy, người nhất định sẽ bị nguyên đồng của nguyên môn cùng với những huyền thú yêu nghiệt của thập đại vạn sơn kia phát hiện, người có lòng tin tây sức của một người chống tại bọn họ không? Lãnh Tâm Nhiên hững hờ nói. Dương Diệp nghe nói như vậy thì không còn do dự nữa, tay phải giơ lên, một quả băng tâm quả bay về phía Lãnh Tâm Nhiên, nói. Còn lại 2 quả, sau khi trở tại đế quốc Đại Tần sẽ đưa cho nàng, ta nói được làm được. Không thể không nói Lãnh Tâm Nhiên nói vô cùng có lý, nếu như một khi bị nguyên đồng của nguyên môn cùng với những yêu nghiệt huyền thú thần bí trong thập đại vạn sơn kia quấn lấy, vậy hắn và tiểu tử này sẽ rất nguy hiểm. Càng đừng nói tới trước mắt còn có Lãnh Tâm Nhiên và đại hán râu quai nón này cùng với vô số huyền giả tản tu nhân loại và vô số huyền thú. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Dương Diệp vô cùng dứt khoát lựa chọn liên thủ cùng Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên thu băng linh quả kia, nhìn chăm chú Dương Diệp. Sau đó nói, có thể. Sau khi nói xong, thân hình nàng chấp hiện, lướt người về phía đại hán râu quai nón, cùng lúc đó còn nói. Nếu gặp phải nguyên đồng, người đừng giao đấu với hắn, nhớ kỹ đấy. Rất nhanh, từ trong trận chiến truyền ra tiếng giao đấu giữa Lãnh Tâm Nhiên và đại hán râu quai nón. Dương Diệp nghe nói như vậy lại hơi nhíu mày nhưng không nghĩ nhiều, thân hình lóe lên và lướt về phía xa. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất ở phía xa, vẻ mặt của đại hán râu quai nón trong chớp mắt trở nên dữ tợn, hắn ngẩng đầu giống lên, cơ thể đột nhiên thay đổi trở về với bản thể. Khi nhìn thấy bản thể của đại hán râu quai nón, trong chớp mắt vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên trở nên nghiêm trọng, lẩm bẩm nói. Hóa ra ngươi là khiếu thiên tinh anh của nhất tộc Ma Lang. Chỉ thấy trước mặt Lãnh Tâm Nhiên lúc này là một con sói cực lớn màu đen đang nhìn nàng chăm chú, toàn thân con sói lớn màu đen. Trên thân được từng mảnh vảy giáp dày che phủ và lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bốn móng vuốt của nó còn giống như bốn thanh đao sắc bén, thỉnh thoảng vạch một đường trên mặt đất, từng tiếng xé gió tập tức vang lên, sau đó trên mặt đất xuất hiện vài dấu cào sâu hóm. Ma Lang Khiếu Thiên ngửa đầu hú tên một tiếng thật lớn và tung thân nhảy lên, mạnh mẽ chộp về phía Lãnh Tâm Nhi. Một khắc sau, trên bộ váy màu trắng của Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện vài vết cào màu đỏ. Mà Ma Lang Khiếu Thiên cũng vô cùng khốn đốn, trên cơ thể hắn xuất hiện vô số vết thương nhỏ, nếu như những vết thương nhỏ đó không quá nhiều, người bình thường dùng mắt thường căn bản sẽ nhìn không thấy. Sau đó cổ tay của Lãnh Tâm Nhi giơ lên, trong tay xuất hiện một sợi tóc mỏng manh phá không, tấn công lên người Khiếu Thiên, những vây giáp kiên cố của Ma Lang Khiếu Thiên không có thể ngăn chặn được những sợi tóc này. Sợi tóc trực tiếp xuyên qua vây giáp trên người của Ma Lang Khiếu Thiên. Trên người của Ma Lang Khiếu Thi lại mang ít, cùng lúc này Lãnh Tâm Nhi cũng mượn lực này để nhảy về sau. Sau khi rơi trên mặt đất, Lãnh Tâm Nhi nhìn phương hướng chạy trốn của Dương Diệp, sau đó thân hình lóe lên, lướt nhanh qua theo phương hướng của Lãnh Tâm Nhi. Nàng đã ngăn chặn được Ma Lang Thiên Khiếu lâu như vậy,
nếu như Dương Diệp còn chạy không thoát, vậy chỉ có thể trách số mạng của hắn đã được định sẵn như vậy thôi. Nàng đương nhiên sẽ không đi liều chết cùng với Ma Lang Thiên Khiếu. Thấy Lãnh Tâm Nhiên rời đi, Ma Lang Khiếu Thiên lại một lần nữa phát ra tiếng sói hú, chẳng qua hắn không lựa chọn đuổi theo. Không phải hắn sợ Lãnh Tâm Nhi mà đuổi theo làm gì. Bảo bối lại không ở trên người Lãnh Tâm Nhiên. Sau khi chạy hết tốc lực mấy canh giờ, Dương Diệp mới ngừng lại được. Trong một nơi sơn động bí ẩn, Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, hắn cũng không có kiểm tra băng linh quả ở bên trong vòng xoáy đan điền kia mà Ôm Tử Điêu đang lộ ra vẻ hưng phấn tới trước mặt, sau đó nghiêm túc nói. Vật nhỏ, lần sau trước khi làm loại chuyện này nhất định phải được sự đồng ý của ta đã, biết không? Cho dù Tử Điêu có năng lực quỷ dị, huyền thú bình thường khó có thể tổn thương tới nó, nhưng Dương Diệp vẫn cảm thấy không yên lòng, bởi vì vật nhỏ thật sự rất vô pháp vô thiên. Nếu như trước đó không nói cho nó hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, sợ rằng lần sau ngay cả cảnh giới tôn giả nó cũng dám chém giết lắm. Tử Điêu chớp chớp mắt, nhìn thấy sắc mặt Dương Diệp nghiêm túc nên nó không dám cười đùa, lập tức gật đầu một cái, chẳng qua là trong hai mắt linh động này thoáng hiện ra vẻ ủy khuất. Dương Diệp thấy thế lại lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ đầu của Tử Điêu, sau đó khẽ nói. Vật nhỏ, cho dù những bảo bối kia có cám dỗ tới mấy nhưng trong mắt ta so sánh với ngươi, chúng chỉ là một đống rác rưởi. Lần sau ngươi muốn cướp đoạt thì phải hỏi ta trước, có được không? Tử Điêu vươn móng nhỏ xoa gương mặt của Dương Diệp, sau đó gật đầu một cái. Dương Diệp thấy thế, lúc này mới yên lòng, hai mắt hắn khép hờ và tâm tư đắm chìm vào trong cơ thể để điều tra nhìn cây băng linh quả kia. Khi thấy tình hình bên trong vọc xoáy nhỏ, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn rõ ràng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trong bể huyền khí này, ngoại trừ cây băng linh quả ra còn có một cái cây khác, chẳng qua là nó nhỏ hơn so với băng linh quả một chút, trên cây vẫn mọc ra 10 quả lớn bằng nắm tay. Vật nhỏ, đó là cái gì? Dương Diệp nhìn Tử Điêu trước mặt, kinh ngạc nói. Tử Điêu vung vẩy móng nhỏ một hồi. Dương Diệp rất nhanh đã hiểu rõ, cái cây kia lại có thể là chu quả do vật nhỏ trước đây ném vào trong hồ huyền khí này. Chẳng qua Dương Diệp không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà chu quả kia lại có thể biến thành một cái cây, hơn nữa trên cây vẫn mọc ra nhiều chu quả như vậy. Vòng xoáy đan điền của mình lại còn có công hiệu này à? Dương Diệp áp chế niềm vui và chấn động, tâm tư lại đắm chìm vào trong cơ thể, lúc này 7 con huyền thú vương cấp ở bên trong vòng xoáy đan điền đều vây quanh ở xung quanh hồ huyền khí, từng đôi mắt đói khát nhìn chằm chằm vào hai cái cây lớn trong hồ huyền khí này. Nhưng lại không có một con nào dám tự ý động vào những trái cây, rõ ràng Tử Điêu ở trong lòng những huyền thú vẫn có lực trấn áp rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp nhìn tới trên cây băng linh quả, 5 quả băng linh quả lớn hơn nắm tay của người trưởng thành, Dương Diệp phát hiện ở ngoài vỏ của băng linh quả có từng dấu vết màu trắng giống như kinh mạch của cơ thể người, hơn nữa những dấu vết này vẫn chuyển động giống như từng con giun rất nhỏ vậy. Dương Diệp mở hai mắt ra, sau khi im lặng một lát, cổ tay hắn thoáng động, một băng linh quả xuất hiện ở trên tay của hắn, mới vừa chạm vào tay mà Dương Diệp đã cảm giác được lòng bàn tay mình mát tạnh, hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền về phía toàn thân hắn. Trong mắt Dương Diệp lóe lên một tia kinh ngạc rồi vội vàng vận chuyển huyền khí trong cơ thể để xua tan hơi lạnh này. Dương Diệp nhìn băng linh quả trong tay, rốt cuộc biết tại sao Lãnh Tâm Nhiên muốn băng linh quả này, Lãnh Tâm Nhiên tu luyện chính là công pháp thuộc tính băng. Bản thân hắn tại là thủy huyền khí trong huyền khí ngũ hành, băng linh quả này chắc là có tác dụng cực lớn với nàng. Chẳng qua lúc này Dương Diệp vẫn không nghĩ ra được băng linh quả này rốt cuộc có tác dụng gì. Đúng lúc này, Tử Điêu đột nhiên vung móng nhỏ lên, băng linh quả trong tay Dương Diệp xuất hiện ở trên móng của nó, sau đó thân hình nó lóe lên, đi tới trước mặt Dương Diệp, hai móng nhỏ đang cầm băng linh quả đưa đến bên miệng của Dương Diệp, rõ ràng nó đang bảo Dương Diệp mau ăn đi. Nhìn Tử Điêu cùng băng linh quả trước mặt, môi Dương Diệp mấp máy, sau đó hỏi. Ta thật sự có thể ăn cái này sao? Vật nhỏ này trước giờ rất đáng tin, nhưng có đôi khi lại không đáng tin cậy, giống như lần trước ở đáy vực đoạn hồn, nó cho hắn cùng Tô Thanh Thi ăn hợp hoan quả kia. Tử Điêu gật đầu một cái, sau đó móng nhỏ đang cầm băng linh quả đưa về phía miệng của Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Vật nhỏ. Ta thật sự ăn được sao? Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn Tử Điêu phồng lên, rõ ràng nó đã không nhịn được nữa. Dương Diệp thấy thế lại không dám trì hoãn,
há miệng ra khẽ nhắn một miếng lên băng linh quả rồi trực tiếp nuốt xuống. Lạnh thấu tim, đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này, cảm giác cũng không tệ lắm, Dương Diệp lại cắn một miếng nữa, một miếng băng linh quả đã tiến vào trong bụng của Dương Diệp. Sau khi ăn xong băng linh quả, Dương Diệp đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên hai mắt trợn tròn, hai tay vội vàng ôm lấy bụng, lúc này chỉ thấy tóc Dương Diệp đang kết băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh đã lan tới trán, lông mày, mắt, miệng của Dương Diệp. Không bao lâu, toàn thân Dương Diệp đã bị đóng băng. Tử Điêu ở bên cạnh chớp chớp mắt, thân hình lóe lên rồi trực tiếp tiền vào bên trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đương nhiên không chết, cho dù không chết nhưng chắc hẳn cũng sắp rồi. Sau khi bị đóng băng, Dương Diệp kinh hãi phát hiện ra hắn lại không thể vận chuyển được huyền khí trong cơ thể, ngay cả kiếm ý cũng thi triển không ra, nói chung lúc này hắn lại giống như biến thành một người bình thường, nếu như chỉ là như vậy thì không có gì, hắn còn phát hiện ra từng hơi lạnh thấu xương đang ăn mòn tế bào thân thể của hắn. Sau khi phát hiện ra điều này, từ sâu trong lòng Dương Diệp có một cảm giác khủng hoảng nhanh chóng lan tràn ra, thân thể của hắn có thể so ánh với tồn tại huyền thú vương cấp, mà bây giờ lại không chống đỡ nổi hơi lạnh này. Quan trọng nhất chính là lúc này hắn lại có thể không vận chuyển được huyền khí, ngay cả kiếm ý cũng không có cách nào thi triển ra. Vật nhỏ, ngươi lại hãm hại ta rồi. Lúc này, trong lòng Dương Diệp thầm kêu thảm. Luồng hơi lạnh thấu xương này cũng không bởi vì Dương Diệp kêu rên mà kết thúc, không chỉ như vậy, trái lại nó vẫn càng lúc càng lạnh giá hơn, lớp băng phía ngoài thân thể của Dương Diệp càng lúc càng dày, ngay cả mặt đất nơi Dương Diệp ngồi đều kết thành băng. Những mảng băng này còn đang không ngừng lan tràn ra xung quanh sơn động. Nếu như lúc này Dương Diệp quan sát bên trong, hắn sẽ phát hiện ra huyết quản cùng kinh mạch trong cơ thể hắn đều đã bị hơi lạnh này tạm đông cứng lại. Nói cách khác, lúc này sức sống của Dương Diệp đã bắt đầu chậm rãi biến mất. Mà lúc này Dương Diệp lại hoàn toàn có bất kỳ biện pháp nào, không, phải nói là còn có một biện pháp, đó chính là liên hệ với vật nhỏ. Vậy mà không biết vì sao lúc này vật nhỏ lại không thèm quan tâm đến tiếng gọi của hắn, chẳng qua nó chỉ trốn ở bên trong hồ huyền khí màu vàng này. Dần dần, ý thức của Dương Diệp bắt đầu mơ hồ, lúc này hắn mới hiểu được một đạo tí, đó chính là không thể ăn linh tinh các loại linh quả linh thảo thiên cấp. Rất nhanh, hơi lạnh này đã xâm nhập vào bên trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp, mà lúc hơi lạnh này mới vừa tiến vào bên trong vòng xoáy đan điền Dương Diệp lúc, đột nhiên nó sôi trào lên. Huyền khí màu vàng bên trong hồ huyền khí này giống như vỡ đê phun ra ngoài. Khi hơi lạnh này gặp phải hồ huyền khí màu vàng này lại lập tức tiêu tan, hồ huyền khí màu vàng theo đan điền của Dương Diệp nhanh chóng chảy về phía những kinh mạch bị đông cứng lại, huyền khí màu vàng đi qua nơi nào, huyết quản cùng kinh mạch bị đông cứng của Dương Diệp đã lập tức khôi phục tại bình thường, cùng lúc đó những mảng băng bên ngoài cơ thể của Dương Diệp cũng đang từ từ tan ra. Một khắc đồng hồ sau. Một tiếng băng vỡ vang lên ở trong sơn động, Dương Diệp bị đóng băng đã phá băng lao ra, theo mảng băng bị nghiền nát, trang phục trên người của Dương Diệp cũng bị rách theo. Cùng lúc đó, những huyền khí màu vàng di chuyển ở trong kinh mạch huyết quản của Dương Diệp đã lao vọt về phía bên trong vòng xoáy đan điền, không đến một hơi thở, những huyền khí màu vàng đã trở phải hồ huyền khí màu vàng bên trong vòng xoáy đan điền. Mỗi một khắc, Dương Diệp mở hai mắt ra và hít sâu một hơi. Trên mặt Dương Diệp hiện lên một tia nghi ngờ, khẽ nói. Mình lại có thể một tầng tăng lên cảnh giới tam phẩm. Không sai, lúc này Dương Diệp đã là cảnh giới tiên thiên lục phẩm. Về phần tại sao, Dương Diệp cũng không biết rõ ràng, đột nhiên Dương Diệp nghĩ đến câu nói kia của Lãnh Tâm Nhiên dùng một miếng tại cần 10 năm để khổ sở tu luyện chẳng lẽ tà tác dụng của băng linh quả này sao? Nhưng nếu như 10 năm khổ sở tu luyện, vậy làm sao lại chỉ nâng cao cảnh giới lên tam phẩm thôi? Đột nhiên, Dương Diệp dường như cảm giác được điều gì nên cúi đầu nhìn về thân thể của mình, khi thấy thân thể mình, Dương Diệp trực tiếp ngây người. Da của Dương Diệp vốn là màu đồng cổ, nhưng lúc này da tay của hắn đã biến thành màu vàng nhạt. Tay phải chậm rãi sờ qua ngực lại có cảm giác rất cứng rắn, Dương Diệp híp mắt lại, lúc này thân thể hắn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Suy nghĩ một hồi, Dương Diệp đại khái đã hiểu ra tại sao lại thành như vậy. Có thể nói thân thể của hắn biến hóa lúc này là bởi vì băng linh quả, bởi vì Mạc Lão từng nói qua, thân thể của hắn cần phải kích thích mới có thể trở nên mạnh mẽ. Rõ ràng lúc trước băng linh quả kích thích đã đủ làm cho thân thể hắn được tăng cường, phải biết rằng lúc trước băng linh quả tạo thành tổn thương đối với thân thể hắn lại không kém hơn U Minh Quỷ Hỏa của Mạc Lão trước đây. Đương nhiên,
nếu như chỉ là băng linh quả, nhất định sẽ không thể làm thân thể hắn tăng lên tới trình độ này. Lần này trong quá trình nâng cao thân thể, huyền khí màu vàng bên trong vòng xoáy đan điền của hắn chắc hẳn mới là chủ yếu nhất. Huyền khí màu vàng có lực công kích vô cùng cường đại và năng lực chữa trị cũng là rất khủng khiếp. Mỗi lần hắn bị huyền khí màu vàng bên trong vòng xoáy đan điền cọ rửa qua thân thể cùng thực lực của hắn đều sẽ nhận được một lần bay vọt về chất. Nói tóm lại, lần này thực lực cùng thân thể của hắn được nâng cao, chủ yếu là bởi vì huyền khí màu vàng cùng băng linh quả. Nếu không, chỉ dựa vào huyền khí màu vàng thì chỉ sợ lực lượng cùng cảnh giới thân thể của hắn cũng không nâng cao được đến trình độ này. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu tím hiện lên, tử điêu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tử điêu vọt đến trên vai của Dương Diệp và sau đó dùng cái đầu nhỏ cà cà vào gương mặt của Dương Diệp, rõ ràng, nó lại đang khoe công lao. Dương Diệp bế tử điêu tới trước mặt, nhìn con vật nhỏ nhắn lại vô cùng thông minh trước mắt mà nghiêm túc nói. Vật nhỏ, có phải ta ngươi cố ý muốn ta ăn băng linh quả kia, sau đó dẫn huyền khí màu vàng này giúp đỡ ta hay không? Hắn không ngốc, vật nhỏ không có khả năng hại hắn, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng lúc trước vật nhỏ ở thời điểm hắn đối diện với cái sống và cái chết lại bỏ mặc hắn, điều này chỉ có một giải thích, đó chính là vật nhỏ này đã sớm dự đoán được, đồng thời nó còn có cách ứng phó. Đồng tử của tử điêu xoay tròn, Dương Diệp thấy thế lại vội vàng nâng cái đầu nhỏ của nó lên và nói. Đừng nghĩ tới chuyện nói dối ta, có phải là ngươi cố ý làm cho ta như vậy, sau đó để cho vòng xoáy này tới giúp đỡ ta nâng cao thực lực hay không? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, một tát sau tử điêu mới gật đầu một cái. Dương Diệp thấy thế, lập tức hít sâu một hơi, sau đó hỏi. Ngươi có thể giao lưu với vòng xoáy kia sao? Lần này, tử điêu lắc đầu. Vậy vừa rồi ngươi chỉ đoán thôi sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Tử điêu có chút chột dạ, thân hình lóe lên và rơi vào trên vai của Dương Diệp, sau đó đầu nhỏ dùng sức cọ cọ vào gương mặt của Dương Diệp. Dương Diệp cười gượng lắc đầu, vòng xoáy đan điền cường đại thế nào thì hắn đã sớm được tính hội, nhưng vòng xoáy đan điền phải không chủ động giúp đỡ hắn, trừ phi pha ở thời điểm hắn sắp chết, rõ ràng, hành động của tử điêu vừa rồi dựa trên suy nghĩ này. Chẳng qua nếu vòng xoáy đan điền chẳng may thật sự thấy chết mà không cứu thì. Dương Diệp không muốn nghĩ nữa, bởi vì điều này đã không có ý nghĩa gì cả, thực lực của hắn đã có sự nhảy vọt về chất, đây là sự thực không cần tranh cãi. Hiện tại hắn lại có thêm lòng tin để đối mặt với đám yêu nghiệt trên Thanh Vân Bảng. Đặc biệt là với mức độ cường hãn của thân thể hắn bây giờ, theo hắn suy đoán, cho dù không so sánh được với người thanh niên áo bào tím của viên kim cương tộc trước đây, nhưng chắc hẳn cũng không kém hơn quá nhiều. Về phần trong nhân loại, sợ rằng cả thế hệ trẻ cũng không có mấy người có thể có thân thể cường hãn như hắn được. Dương Diệp thu hồi tâm tư rồi mới hỏi Tử Điêu, nói. Vật nhỏ. Ta có thể ăn một băng linh quả hay không? Nếu như ăn một viên mà thực lực cùng thân thể của hắn đều lột xác như thế, vậy hắn còn có hai viên nữa. Tử điêu vội vàng lắc đầu, móng nhỏ chỉ vào bụng của Dương Diệp sau đó vung vẫy giống như muốn biểu đạt gì đó. Dương Diệp mỉm cười, nói. Được rồi, đừng có gấp, ta sẽ không ăn bây giờ đâu. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý của tử điêu muốn nói là hắn không thể ăn. Bởi vì vòng xoáy đan điền của hắn lần này nhất định sẽ thấy chết mà không cứu, phải biết rằng vòng xoáy đan điền này không có khả năng là thứ ngu xuẩn, đối phương cũng sẽ không mắc lừa hắn và vật nhỏ lần thứ hai. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động đột nhiên phát ra một tiếng nỏ lớn, bất chợt sơn động chấn động như trời lay đất chuyển, trong phút chốc lại sụp xuống. Dương Diệp đứng ở trong sơn động chợt biến sắc, chân phải chợt đạp xuống đất, thân thể bắn lên phía trên. Đồng thời hắn rút kiếm chém về phía những tảng đá lớn đang sụp xuống. Tử linh kiếm đi qua nơi nào, nơi đó lập tức có vô số đá lớn rơi lả tả xuống. Sau khi Dương Diệp nhảy ra khỏi sơn động lại rơi vào phía trên sơn động đã sụp xuống, hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy ở vách núi cách đó không xa có đại hán râu quai nón đang nhìn chằm chằm vào hắn. Rõ ràng, chuyện sơn động sụp xuống chính là đại hán râu quai nón này làm. Nhìn thầy đại hán râu quai nón, Dương Diệp nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể đuổi kịp tới đây, đồng thời trong lòng lại thầm nghĩ may mắn, nếu như đối phương tới sớm một chút, chỉ sợ hắn sẽ thật sự giữ nhiều lành ít. Nhân loại, giao cây băng linh quả ra đây, nếu không ta sẽ ăn sống ngươi luôn. Đại hán râu quai nón nhìn Dương Diệp,
trong giọng nói hoàn toàn không che giấu sát ý cùng tức giận. Ngươi làm sao tìm được ta vậy? Dương Diệp hỏi ngược lại. Nhân loại, cho dù ngươi hóa thành cho tàn, khiếu lang ta cũng sẽ không quên được mùi của ngươi. Nề tình vật nhỏ ở trên vai của ngươi nên chỉ cần ngươi giao ra cây băng linh quả, ta sẽ để cho các ngươi rời đi. Đại hán râu quai nón trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Xin lỗi, ngươi tới chậm rồi, trái cây này đã bị ta ăn rồi. Nhân toại, ngươi cho ta là đần độn sao? Đại hán râu quai nón tên là khiếu lang tức giận nói. Ngươi chỉ là một nhân loại mà dám ăn sống quả băng linh thánh này sao? Cho dù là huyền thú hóa hình linh cấp của đế quốc huyền thú ta cũng không dám ăn sống, ngươi muốn lừa gạt ai hả? Ta nói một câu cuối cùng, giao ra cây băng linh thánh cùng quả băng linh thánh, nếu không ngày hôm nay chính là thời điểm chết của ngươi. Nghe được khiếu lang nói vậy, Dương Diệp nheo mắt lại, thậm chí ngay cả cường giả linh cấp cũng không dám ăn sống băng linh quả này, hắn lại có thể ăn rồi. Vào giờ phút này, Dương Diệp đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá trâu bò. Vì sao, chuyện mà cường giả linh cấp cũng không dám làm nhưng hắn chỉ là huyền giả cảnh giới tiên thiên lại dám làm, như vậy còn không đủ trâu bò sao? Thấy Dương Diệp không nói lời nào, khiếu lang siết chặt hai nắm đấm lại, tức giận nói. Nhân loại, ta hỏi một lần cuối cùng, người giao hay không giao? Nếu như không phải kiêng kỵ vật nhỏ thân phí trên vai của vật nhỏ này, khiếu lang cũng sẽ không dài dòng như vậy. Dương Diệp vuốt tay, sau đó nói. Người có đức sẽ nhận được bảo vật, không, phải nói người có thực lực mới đúng, ta thừa nhận ta thực lực ngươi thật sự không tệ, nhưng ngươi thật sự không nên đơn độc một người đuổi theo ta, một mình ngươi đuổi theo thì không là chịu chết sao. Nghe vậy, lần này đổi lại là khiếu lang nheo mắt, lúc trước hắn bị lửa giận làm cho mê muội đầu óc nên chưa từng nghĩ qua vấn đề này, hiện tại Dương Diệp vừa nói. Hắn đột nhiên nghĩ tới một mình hắn hình như không đối phó được một người và một vật nhỏ trước mắt này. Phải biết rằng, hiện tại cũng không nữ tử nhân loại kia kiềm chế, hắn cần phải một đầu với hai. Nghĩ đến đây, khiếu lang nhìn về tử điêu trên vai Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là tộc huyền thú ta, vì sao phải ở cùng một nhân loại? Không sợ vương giết cửu tộc của tộc quần ngươi sao? Dương Diệp nghe vậy lại thấy buồn cười, người trước mắt này lại có thể dùng kế phản gián. Muốn chia rẽ hắn cùng với vật nhỏ, không thể không nói đối phương đánh chủ ý này vẫn rất được, chẳng qua là có khả năng này sao. Tử điêu chớp chớp mắt, sau đó chỉ vào khiếu lang rồi chỉ vào Dương Diệp, giống như là đang bảo khiếu lang đi theo Dương Diệp. Dương Diệp đảo mắt, đối phương lại là huyền thú hóa hình đấy, cho dù không phải linh cấp nhưng là hóa hình đã có trí tuệ thật sự của nhân loại, làm sao có khả năng đi theo hắn. Vật nhỏ thật đúng tà suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Quả nhiên. Khiếu lang liền tức giận, một luồng sát ý cuồng bạo từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, giận dữ hét. Ngươi lại có thể bảo ta đi theo một nhân phoại, ngươi pha đang sỉ nhục ta sao? Tử điêu nhìn thấy khiếu lang lại dám nổi giận với mình thì cũng tức giận, thân hình lóe lên, xuất hiện ở cách khiếu lang không xa, sau đó móng nhỏ vung lên, một tuỗng ánh sáng màu tím trong nháy mắt đi tới trước mặt khiếu lang. Nhìn thấy lại là công kích quỷ dị này. Khiếu lang nheo mắt thầy công kích này quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Tay hắn nắm chặt thành quyền đánh về phía ánh sáng màu tím vừa xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh sáng màu tím tiêu tan còn khiếu lang lui về phía sau mấy bước. Nhưng ngay vào lúc này, một luồng ánh sáng màu tím lại đột ngột xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Khiếu lang bất ngờ không kịp đề phòng đã bị ánh sáng màu tím vừa vặn đánh tới. Trong ánh sáng tím ẩn chứa năng lượng khủng khiếp trực tiếp đánh cho khiếu lang bay về phía Dương Diệp. Nhưng vẫn chưa kết thúc, vào giây phút thân thể khiếu lang vừa bị ánh sáng màu tím đánh bay, lại có một luồng ánh sáng màu tím xuất hiện ở ngay phía trước khiếu lang, vì vậy khiếu lang đã sử dụng thân thể của hắn đập vào trên ánh sáng màu tím. Lại là một tiếng nổ vang lên. Lại như vậy, chỉ là thời gian mấy hơi thở, khiếu lang đã bị gần 10 luồng ánh sáng màu tím đánh trúng. Ngao. Trên không trung, thân thể của khiếu lang đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt khôi phục lại bản thể, sau đó khiếu lang ngửa đầu hét một tiếng giận dữ rồi phóng người nhảy lên, lao thẳng về phía tử điêu với tốc độ cực nhanh, làm cho Dương Diệp ở bên cạnh nhìn thấy cũng phải kích động, tuy nhiên Dương Diệp vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bởi vì ngoại trừ đây là ý của vật nhỏ ra thì hắn cũng tin tưởng vào vật nhỏ. Cho tới nay, Dương Diệp đều tin tưởng sâu sắc một điểm. Không có huyền thú nào dưới linh cấp có thể làm gì được vật nhỏ của mình. Quả nhiên,
Khi Khiếu Lăng đánh về phía Tử Điêu, thân hình Tử Điêu lóe lên, trực tiếp biến mất, khi xuất hiện thì ở chỗ Khiếu Lăng đứng lúc trước, cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu tím trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Khiếu Lăng. Khiếu Lăng không thể trốn tránh nên đành phải nhận lấy ánh sáng màu tím này. Tuy nhiên lấy lực phòng ngự của nó thì một ánh sáng màu tím này cũng không có thể gây ra tổn thương thực sự đối với nó, nhiều lắm cũng chính là đau đớn một chút mà thôi. Khiếu Lăng đứng ở chỗ của Tử Điêu lúc trước mà thân thể run lên, khôi phục tại hình người, lúc này sắc mặt Khiếu Lăng đầy vẻ nghiêm trọng nhìn Tử Điêu, nói. Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Vật nhỏ không trả lời nói của nó, chẳng qua móng nhỏ chỉ vào Khiếu Lăng, sau đó lại chỉ vào Dương Diệp, rõ ràng nó vẫn còn đang đánh chủ ý vào con huyền thú hóa hình trước mắt này. Dương Diệp đứng bên cạnh thấy vậy, khóe miệng khẽ giật, vật nhỏ có ý nghĩ như vậy là tốt, nhưng hiện thực tuyệt đối tàn khốc, thu phục con huyền thú hóa hình cường đại này sao? Dù sao hắn không có máy tự tin, giết thì may ra còn có khả năng làm được. Quả nhiên, trong nháy mắt trên mặt Khiếu Lăng lộ vẻ điên cuồng, chỉ thấy tay phải hắn chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói. Ngươi muốn ta đi theo một nhân loại sao? Hắn chỉ là nhân loại cảnh giới tiên thiên nho nhỏ, làm gì có tư cách để cho Khiếu Lăng ta phải đi theo chứ? Hắn xứng đáng sao? Hắn không biết tại sao con vật nhỏ thần bí trước mắt này lại muốn đi theo một nhân loại. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy, đừng nói nhân loại trước mắt này chẳng qua chỉ là cảnh giới tiên thiên, cho dù là cảnh giới linh giả, cảnh giới tôn giả, hắn chắc chắn sẽ không theo. Hắn lại là tinh anh nắm giữ huyết mạch thần thú trong Khiếu Thiên Ma Lang tộc. Bảo hắn đi theo một nhân loại à? Đùa kiểu gì vậy? Tử Điêu cũng nổi giận mà vung móng nhỏ lên, chuẩn bị lại dạy dỗ cho Khiếu Lang một trận. Đúng lúc này, Dương Diệp ngăn cản Tử Điêu, sau đó nhìn về phía Khiếu Lang, nói. Khiếu Lăng, chúng ta đánh cược có được không? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đánh cược, tuy nhiên ngươi cũng thấy đấy, tái sức phực của một mình ngươi thì tuyệt đối không thể làm gì được chúng ta. Khiếu Lăng nheo mắt, tiếc mắt nhìn Tử Điêu có chút tức giận, sau đó lại nhìn Dương Diệp, hắn im lặng một lát rồi cuối cùng mới nói. Nhân loại, đánh cược cái gì? Dương Diệp nghe vậy thì trong lòng âm thầm vui mừng, trên mặt tại vẫn thản nhiên. Chúng ta đánh một trận. Ta nếu thua thì ta trả cây băng linh quả này lại cho ngươi, nếu như ngươi thua, ngươi phải đi theo ta 10 năm. Chẳng qua là 10 năm thôi, lấy tuổi thọ của huyền thú các ngươi, 10 năm chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, ngươi thấy thế nào? Chúng ta đánh một trận sao? Trên mặt Khiếu Lăng hiện rõ sự xem thường, nói. Nếu như không có nó giúp ngươi, nhân loại, ta lập tức lại có thể khiến ngươi thành thịt nát. Dương Diệp nhún vai, nói. Khiếu Lăng. Đừng nói những điều vô nghĩa nữa, ngươi chỉ cần nói có đánh cược hay không là được. Hai mắt của Khiếu Lăng híp lại, trầm giọng nói. Nhân loại, ngươi đang nói nghiêm túc chứ? Tất nhiên rồi. Dương Diệp gật đầu một cái nói. Nó không tham dự vào sao? Không. Nhưng ta không tin ngươi. Khiếu Lăng nói. Nhân loại các ngươi đều một đám người tham lam giả dối, chuyện nói một đằng làm một nẻo đối với các ngươi là chuyện cơm bữa, không phải sao? Đúng lúc này, Tử Điêu trên vai Dương Diệp đột nhiên vọt đến giữa sân, sau đó dùng móng nhỏ chỉ vào nó, hình như đang đảm bảo thay Dương Diệp. Khiếu Lăng thấy thế lại không nói gì nữa. Ở Thập Vạn Đại Sơn, huyền thú bình thường đều đặc biệt giữ lời hứa, bởi vì không giữ lời hứa thì ngươi sẽ không thể nào xông ở đó được nữa. Đặc biệt là những huyền thú có thực lực cường hãn, bọn họ trọng chữ tín hơn, bởi vì nếu như không giữ lời hứa, không ai bằng lòng thuần phục bọn họ. Mà thực lực của con vật nhỏ thần bí trước mắt này không thể nói ta cường hãn hơn hắn quá nhiều, nhưng tuyệt đối không yếu hơn hắn được, dù sao hắn cũng không muốn chiến đấu với nó. Khiếu Lăng im lặng một lát rồi nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Nhân loại, ta đánh cược với ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Nếu như không muốn làm tay chân của ta và đoạt lại cây băng linh thánh, tốt nhất ngươi vẫn nên khôi phục lại bản thể sẽ thỏa đáng hơn đấy. Khiếu Lăng bật cười, nói. Nhân loại, ngươi quá coi trọng chính mình rồi, 10 quyền, trong 10 quyền ta sẽ giải quyết được ngươi. Dương Diệp nghe vậy lại âm thầm lắc đầu, xem ra khinh địch sơ suất không chỉ có là khuyết điểm chí mạng của rất nhiều huyền giả nhân loại, huyền thú cũng vậy. Dù sao trong lòng hắn cũng âm thầm quyết định, không quan tâm đối mặt với bất cứ kẻ địch nào, hắn đều sẽ không khinh địch sơ suất, bởi vì khinh địch sơ suất thường có ý nghĩa là mất mạng. Nhân loại. Ngươi ra tay trước, nếu không đợi tát nữa ngươi sẽ không có cơ hội đâu.
Khiếu Lang ngạo nghễ đứng ở đó khẽ nói một tiếng. Dương Diệp khẽ gật đầu rồi cổ tay buông lỏng, Tử Linh kiếm hóa thành một luồng ánh sáng màu tím bay lên trên không trung, cùng lúc đó, chân phải hắn chợt đạp xuống đất, mượn lực đầy từ mặt đất truyền đến, thân thể giống như một quả đạn pháo bắn mạnh về phía Khiếu Lang, khi cách Khiếu Lang chỉ có mấy trượng, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào bên trong Tật Phong Hoa, đồng thời thi triển ra Tật Phong Bộ, ở dưới sự gia tăng của Tật Phong Hoa cùng Tật Phong Bộ, phút này tốc độ của Dương Diệp đột nhiên tăng nhanh gấp nhiều lần. Trong nháy mắt đã lướt qua khoảng cách mấy trượng. Khiếu Lang nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà sắc mặt vẫn thản nhiên, tốc độ nhanh thì có thể thế nào? Có thể phá được phòng ngự của hắn sao? Theo hắn nghĩ thì không có khả năng. Sau khi đi tới trước mặt Khiếu Lang, tay trái của Dương Diệp khẽ động, bát chợt một kiếm ý vô hình sắc bén khủng khiếp phóng mạnh ra ngoài, tay phải hắn thoáng động, rút kiếm đâm thẳng vào ngực của Khiếu Lang. Đối mặt con huyền thú hóa hình vương cấp này, Dương Diệp đương nhiên sẽ không sơ suất, cho nên ngay từ lúc đầu hắn đã trực tiếp thi triển ra kiếm ý, hơn nữa còn là tầng thứ hai. Khi thấy Dương Diệp thi triển ra kiếm ý, sắc mặt Khiếu Lang cuối cùng thay đổi, hắn biết mình đã khinh địch, tuy nhiên lúc này đã muộn rồi, bởi vì khoảng cách giữa hắn cùng với Dương Diệp thật sự quá gần, hơn nữa bởi sơ suất của hắn nên đối phương chiếm tiên cơ, nói cách khác, lúc này hắn chỉ có thể cố gắng đỡ lấy một kiếm này của Dương Diệp. Suy, ấn kiếm hoàn toàn không bị ngăn cản phá vỡ phòng ngự của Khiếu Lang, xuyên qua ngực của Khiếu Lang, lúc này Khiếu Lang cũng làm ra phản kích, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền kèm theo tiếng xé gió chói tai vang lên, đánh thẳng về phía mặt của Dương Diệp. Cổ tay của Dương Diệp buông lỏng thả ẩn kiếm ra, đầu nghiêng sang phía bên trái, tránh thoát được nắm đấm của Khiếu Lang, sau đó chân phải giẫm xuống mặt đất, thân thể húc mạnh về phía trước, đập thẳng vào trên thân thể của Khiếu Lang. Hai người vừa mới tiếp xúc thì lập tức tách ra, Dương Diệp lui về phía sau 6 bước, Khiếu Lang cũng lui về phía sau 6 bước. Đúng lúc này, con người của Khiếu Lang đột nhiên co lại, thân hình thoáng động, chuẩn bị rời khỏi chỗ đó nhưng vẫn quá muộn rồi. Chỉ thấy ngực hắn đột nhiên có một dòng máu tươi bắn ra một cách quỷ dị, một lỗ kiếm lại xuất hiện ở chỗ ngực của hắn. Khiếu Lang cúi đầu nhìn hai lỗ máu trước ngực mình mà sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trầm giọng nói. Kiếm nhìn không thấy, kiếm kỹ quỷ dị, còn có kiếm ý trong truyền thuyết của nhân loại, không thể không thừa nhận là lúc trước ta đã xem thường ngươi. Đúng vậy, cho tới nay Dương Diệp còn có một con át chủ bài. Đó chính pha tăng thêm ngự kiếm thuật cho ấn kiếm, từ trình độ nào đó mà nói, toại cách thức công kích quỷ dị này đã không kém ánh sáng màu tím quỷ dị của Tử Điêu kia. Đương nhiên, nó còn không sánh bằng ánh sáng màu tím của Tử Điêu, bởi vì chiêu này của hắn vẫn có thể tìm ra dấu vết, mà ánh sáng màu tím của vật nhỏ lại chân chính xuyên qua ngăn cản của không gian. Nhìn hai lỗ kiếm trên ngực của Khiếu Lang, Dương Diệp bát đắc dĩ tắc đầu, thân thể huyền thú này rất cường hãn. Chịu hai kiếm của hắn tại vẫn giống như không có việc gì, nếu như à nhân phải thì hiện tại hắn đang quét dọn chiến tợi phẩm rồi. Lần này Khiếu Lang không tiếp tục khinh địch nữa, thân thể hắn khẽ run lên và khôi phục lại bản thể, chỉ trước hơi gập xuống rồi bất chợt rậm mạnh, thân thể cao lớn của nó bắn thẳng về phía Dương Diệp. Ngoại trừ số ít huyền thú, cách công kích của phần lớn huyền thú đều là loại trực tiếp như vậy. Cho dù đơn giản một chút nhưng không thể không nói điều này vẫn vô cùng hữu hiệu đối với nhân loại. Đương nhiên, còn có một vài huyền thú có thiên phú chiến kỹ. Nhìn thấy Khiếu Lang lao tới, sắc mặt Dương Diệp hơi nghiêm trọng, không quan tâm như thế nào, thực lực của con huyền thú trước mắt này vẫn không tệ. Nếu như hôm nay hắn không nâng cao thực lực, muốn thu thập đối phương thì sợ rằng phải lấy ra hết con át chủ bài, mà bây giờ không cần thiết, hắn vừa nâng cao thực lực nên vừa vặn có thể lấy đối phương tới luyện tay một chút. Dương Diệp thả tay cho ấn kiếm lơ lửng ở giữa không trung, cùng lúc đó, ở trên hai tay của hắn có ánh sáng màu vàng chấp hiện, khi Khiếu Lang tới cách hắn khoảng cách mấy trượng, hai chân của Dương Diệp co lại rồi dẫm mạnh xuống đất, thân thể bắn lên trên không trung, huyền khí tràn vào trong Tật Phong Hoa, hắn bước trong không trung, sau đó quyền phải đánh về phía đầu của Khiếu Lang. Cùng lúc đó, Tử Linh kiếm trên bầu trời hóa thành một luồng ánh sáng màu tím bắn nhanh về phía Khiếu Lang, đương nhiên, ấn kiếm cũng không rảnh rỗi. Nó lầy quỹ tích mà mắt thường nhìn không thấy được bắn nhanh như tia chớp về phía Khiếu Lang. Không thể nghi ngờ, hình thể của Dương Diệp cùng Khiếu Lang có chênh lệch cực lớn, nhưng lực lượng giữa hai bên lại chênh lệch không lớn. Dương Diệp cùng Khiếu Lang va chạm mạnh vào nhau, một người một sói vừa mới tiếp xúc thì lập tức tách ra. Mà ở trong nháy mắt khi tách ra,
trên thân Khiếu Lang lại xuất hiện thêm hai vết máu, đó là do Tử Linh kiếm cùng ấn kiếm tạo thành. Một người một sói vừa tách ra tại tao về phía đối phương. Một thanh Tử Linh kiếm không ngừng chấp động xung quanh Khiếu Lang, mỗi lần Tử Linh kiếm chấp động cũng sẽ tạo ra một vết máu ở trên thân của Khiếu Lang. Sau một khắc đồng hồ, một người một sói tách ra, tần này bọn họ không xông về phía đối phương nữa. Lúc này, trên thân của Khiếu Lang đã xuất hiện vô số vết máu, nhìn qua thật sự khủng khiếp. Dương Diệp nhìn trên thân Khiếu Lang đầy những vết thương thì cười và nói. Khiếu Lang, còn cần tiếp tục chiến đấu nữa không? Ta có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi nên ngươi không có ưu thế gì cả. Thân hình của Khiếu Lang run lên và khôi phục lại bản thể, hắn nhìn Dương Diệp nói. Nhân loại, không thể không nói ngươi quả thật rất mạnh, chẳng qua ngươi muốn ta làm tay chân của ngươi thì căn bản không thể được, ta ngươi ép tai. Khiếu Lang vừa dứt lời thì thân hình lại run lên, trong nháy mắt khôi phục lại bản thể. Ngao ô! Khiếu Lang khôi phục bản thể rồi ngửa đầu hét dài một tiếng, chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên lớn lên, những vảy giáp trên thân hắn cũng càng lúc càng nhiều và càng lúc càng dày, những vết máu ở trên người nó lại có thể nhanh chóng khôi phục. Không chỉ vậy, Dương Diệp còn khiếp sợ phát hiện ở hai bên lưng của Khiếu Lang hình như có thứ gì đó muốn phá khỏi tấp vảy lao ra vậy. Rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, từ trên lưng của Khiếu Lang mọc ra hai cái cánh màu đen. Không chỉ có như vậy, lúc này bản thể của Khiếu Lang lớn hơn so với lúc trước chí ít phải tới 1/3. Dương Diệp thấy thế thì nheo mắt lại, Khiếu Thiên này làm sao vậy? Ngao! Khiếu Lang ngửa đầu gầm hét, cái miệng cực lớn chợt phun mạnh về phía Dương Diệp, chỉ thấy bát chợt có một mũi quang nhận năng lượng giống như ánh trăng dài tới 6 trượng và rộng tới 3 trượng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co lại, ánh sáng màu vàng trên quyền phải đỡ lấy quang nhận năng lượng này đánh tới. Một tiếng năng lượng nổ mạnh vang lên ở trong sân và quang nhận cũng tiêu tan, Dương Diệp bị sóng khí này ép tới phải lùi về phía sau vài chục bước, ở trên quyền phải của hắn còn xuất hiện những vết máu. Nhìn trên vết máu trên nắm tay kia, sắc mặt Dương Diệp trở nên nghiêm trọng, hắn vẫy tay phải một cái, Tử Linh kiếm đã lập tức bay đến trong tay hắn. Cho dù hắn không biết kẻ trước mắt này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết kẻ khổng lồ này đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn rất cường đại. Một đòn không thể làm Dương Diệp trọng thương khiến Khiếu Lang không nhịn được siết chặt nắm đấm, hai mắt hắn lập tức lộ ra một tia thâm hiểm, cánh màu đen vỗ mạnh khiến thân thể to lớn của hắn lập tức hóa thành một đường màu đen bắn nhanh về phía Dương Diệp với tốc độ cực nhanh. Dương Diệp thấy vậy thì đồng tử thu nhỏ lại, bởi vì tốc độ của đối phương như vậy lại khiến hắn không có cách nào tránh né. Dương Diệp bất đắc dĩ, không hề nghĩ ngợi đã rút kiếm chém một phát. Dương Diệp cảm giác cánh tay mình tê dại, bắt chợt một lực lượng cực lớn từ trong Tử Linh kiếm truyền đến, làm cho hai chân hắn lướt trên mặt đất và lùi về phía sau. Sau gần 10 trượng, Dương Diệp hét to một tiếng, chân phải chợt đạp xuống đất thì mới dừng lại được. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào, từng huyền khí giống như nước thủy triều trút vào Tử Linh kiếm trong tay trái. Theo huyền khí không ngừng tràn vào, Tử Linh kiếm lại bạo phát ra ánh sáng màu tím cùng ánh sáng màu vàng chói lòa. Một tiếng kiếm ngân vang vọng không trung, cùng lúc đó, kiếm ý tầng 2 cũng phun mạnh ra ngoài, lao về phía Khiếu Lang. Cảm nhận được kiếm ý của Dương Diệp áp chế cùng ràng buộc đối với mình, Khiếu Lang ngửa đầu hét dài một tiếng, một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể hắn lao ra, chống lại kiếm ý của Dương Diệp. Cùng lúc đó, đôi cánh màu đen phía sau lưng hắn cũng liên tục vỗ mạnh. Từng kình phong mạnh mẽ khuếch tán ra khiến mặt đất xung quanh Khiếu Lang lập tức vỡ nát. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Khiếu Lang, nói. Khiếu Lang, lần này chúng ta sẽ phân thắng bại. Khiếu Lang gầm lên một tiếng rồi phóng người nhảy lên một cái, thân thể khổng lồ trực tiếp hóa thành một đường màu đen bắn mạnh về phía Dương Diệp. Dường như tốc độ của hắn quá nhanh khiến thân thể cao lớn này đã trở nên mơ hồ, chỗ hắn lướt qua còn xuất hiện một từng tàn ảnh. Không chỉ như vậy. Hắn đi qua nơi nào mặt đất giống như bị địa chấn, một mảng bắn nhanh ra và xuất hiện một vết nứt thật sâu. Tử Điêu ở bên cạnh quan sát cuộc chiến thấy vậy, lần đầu tiên trong mắt nó hiện tên một tia to tắng, trên móng nhỏ chợt hiện ra tử quang. Mặt Dương Diệp không đổi sắc, chẳng qua bàn tay đang nắm Tử Linh kiếm lại siết thật chặt. Khi cảm nhận được khí tức khủng khiếp của Khiếu Lang này, trong mắt Dương Diệp đột nhiên hiện lên một tia ngoan độc, hắn rút kiếm chém một phát. Phá! Một đường ánh sáng màu vàng phóng lên cao, ở dưới sự gia tăng của huyền khí màu vàng cùng kiếm ý tầng 2,
Tử linh kiếm của Dương Diệp đi qua nơi nào, không khí trong nháy mắt bị nghiền nát xé rách, từng tiếng không khí nổ mạnh không ngừng vang lên ở bên tai Dương Diệp. Ở trong ánh mắt lo lắng của Tử Điêu, tử linh kiếm của Dương Diệp cuối cùng tiếp xúc với Khiếu Lang. Vừa mới tiếp xúc thì thoáng yên lặng, bát chợt ầm. Một tiếng, một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hai người, chỗ Dương Diệp cùng Khiếu Lang đứng trong nháy mắt sụp xuống, một người một sói trực tiếp bị vùi lấp xuống. Không hề nghi ngờ, tử linh kiếm của Dương Diệp phá vỡ phòng ngự của Khiếu Lang, nhưng lại không có tạo thành tổn thương chí mạng cho Khiếu Lang, bởi vì một vết thương do kiếm gây ra đối với thân thể khổng lồ của Khiếu Lang lại vẫn bé nhỏ không đáng kể. Sở dĩ Dương Diệp còn muốn sử dụng kiếm là bởi vì hắn nhất định phải đánh nát khí thế kia của Khiếu Lang, chỉ cần khí thế của đối phương tản đi, hắn mới có thể có cơ hội đánh đối phương nằm xuống. Rõ ràng, ở dưới kiếm ý gia tăng lùi một bước để đánh trả đối phương không nghi ngờ chút nào đã đánh vỡ vụn khí thế của Khiếu Lang. Ở trong nháy mắt khi phá vỡ phòng ngự của Khiếu Lang, Dương Diệp bỏ tử linh kiếm và phóng người nhảy lên trên tưng của Khiếu Lang, sau đó hai tay giống như mưa rơi xuống trên tưng của Khiếu Lang. Cùng lúc đó, tử linh kiếm cùng ẩn kiếm cũng không ngừng bỏ xuống toàn thân của Khiếu Lang. Khiếu Lang đương nhiên sẽ không giơ tay chịu trói, hắn kéo theo Dương Diệp đập xuống trên mặt đất, thấy không đập chết Dương Diệp thì hắn tại mang theo Dương Diệp đi đập vào vách núi. Không bao lâu, toàn bộ nơi đây biến thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là những hồ sâu. Một khắc sau, Khiếu Lang đột nhiên ngừng tại, bởi vì tử linh kiếm cùng ẩn kiếm nằm ngang nơi cổ của nó, chỉ thấy Dương Diệp đứng ở trên lưng nó, lạnh lùng nói. Khiếu Lang, nếu như ngươi còn không chịu thua, ta có thể làm cho đầu của ngươi dọn khỏi cổ, ngươi có thể thử xem cổ ngươi cứng hay là kiếm của ta cứng hơn. Dương Diệp cuối cùng vẫn càn quấy nói, bởi vì Tử Điêu vừa nói cho hắn biết nhược điểm của Khiếu Lang, đúng vậy, nhược điểm của Khiếu Lang chính là cổ, bởi vì vảy giáp ở cổ của Khiếu Lang mỏng hơn nơi khác rất nhiều, nếu như kiếm của Dương Diệp lại thêm kiếm ý mà muốn chặt đứt cổ đối phương thì không có gì khó. Trong mắt của Khiếu Lang lộ ra một sự bi ai, đúng vậy, hắn thất bại bại trước một nhân loại, hắn luôn kiêu ngạo về phòng ngự cùng tốc độ, nhưng ở trước mặt đối phương, tất cả căn bản không có một chút tác dụng nào, nhân loại trên lưng này không chỉ có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn, phòng ngự thân thể của đối phương cũng không kém hơn hắn bao nhiêu, đây quả thực là tập hợp ưu điểm giữa nhân loại cùng huyền thú. Nếu như nhân loại đều giống như nhân loại này, vậy đế quốc huyền thú sợ rằng đã sắp bị hủy diệt rồi. Cho dù như vậy, nhưng muốn hắn đường đường là Khiếu Thiên Ma Lang tỉnh anh trong huyết mạch thần thú theo một nhân loại, đó hoàn toàn là chuyện không có khả năng, hắn có chết cũng sẽ không chấp nhận. Ngao! Khiếu Lang ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét, dùng cái cổ hướng về phía kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp đương nhiên sẽ không để cho Khiếu Lang này chết như vậy, khi cái cổ của Khiếu Lang sắp tiếp xúc đến tử linh kiếm, tâm niệm của Dương Diệp thoáng động. Tử linh kiếm hóa thành một luồng ánh sáng màu tím bay đến trong tay hắn. Tự sát không thành, thân hình của Khiếu Lang run lên và khôi phục lại bản thể, hắn nhìn Dương Diệp với hai mắt muôn phun lửa và hét giận dữ nói. Nhân loại, ngươi muốn sỉ nhục ta sao? Sỉ nhục ngươi à? Dương Diệp lắc đầu, sau đó hít một tiếng, nói. Khiếu Lang, lúc trước ngươi nói nhân loại ta nói không giữ lời, thích nói một đằng làm một nẻo. Nhưng huyền thú của đế quốc huyền thú ngươi làm sao không phải như vậy? Giữa ta và ngươi từng có giao hẹn, nếu ngươi thua thì phải làm tay chân của ta 10 năm, bây giờ ngươi lại muốn đổi ý, ngươi thật sự làm cho ta khinh thường. Dương Diệp nói xong thì ôm Tử Điêu và xoay người rời đi. Tử Điêu hình như có chút không cam lòng, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của Dương Diệp mà không có gây sự. Nhìn theo bóng lưng của Dương Diệp cùng Tử Điêu, biểu tình trên mặt Khiếu Lang biến đổi, một lát sau. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Nhân loại, không nên dùng toại phép khích tướng thấp kém này với ta. Khiếu Lang ta thua, từ nay về sau, ta chính là tay chân của ngươi. Dương Diệp nghe vậy thì khóe miệng hơi cong lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, khi hắn xoay người nhìn Khiếu Lang, trên mặt đã tại khôi phục sự bình tĩnh, nói. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Khiếu Lang hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Tuy nhiên ta có một điều kiện, đó chính là ở trong 10 năm này, mỗi một năm ta có thể khiêu chiến ngươi một lần, nếu như ta thua, ta lại tiếp tục làm tay chân của ngươi, nếu như ta thắng, ta có thể rời đi, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu, nói. Có thể. Đối với Dương Diệp, có một cường giả không ngừng ở bên cạnh thúc giục hắn là một chuyện tốt, có áp lực mới có động lực.
ta làm sao có khả năng tin tưởng ngươi được. Dương Diệp nhìn về phía Khiếu Lang, trầm giọng nói. Hắn nhất định phải thu đối phương vào vòng xoáy đan điền, nhưng đối với con huyền thú vương cấp thực lực cường đại này, hắn nhất định sẽ không yên lòng, hắn cũng không dám tiết lộ chuyện vòng xoáy đan điền ra ngoài, nếu không nam vực này sợ rằng sẽ không còn chỗ cho Dương Diệp hắn dung thân nữa. Khiếu Lang nhíu mày, nói. Nhân loại, Khiếu Lang ta nói giữ lời, ta đã nói với ngươi 10 năm thì sẽ ở cùng ngươi 10 năm. Dương Diệp khẽ lắc đầu và nhìn về phía Tử Điêu, hy vọng Tử Điêu có biện pháp gì đó. Tử Điêu hiểu ý, hai mắt chớp chớp và im lặng một phát rồi đột nhiên ánh mắt sáng lên, thân hình lóe lên và đi tới giữa Khiếu Lang cùng Dương Diệp, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng vung lên về phía Khiếu Lang, trong nháy mắt từng ánh sáng màu tím rạch ra một tơ máu ở chỗ mi tâm của Khiếu Lang, tiếp theo, nó lại vung tay về phía mi tâm của Dương Diệp cũng xuất hiện một tơ máu. Ở trong ánh mắt không hiểu của Dương Diệp cùng Khiếu Lang, Tử Điêu lại vung móng nhỏ lên. Sau đó nơi mi tâm của hai người đột nhiên bay ra một giọt máu tươi, ở dưới ánh sáng màu tím vây quanh, hai giọt máu tươi chậm rãi dung hợp, nơi mi tâm của Khiếu Lang đột nhiên chậm rãi ngưng kết một ân ký kỳ tạ. Mà vào lúc này, Khiếu Lang đột nhiên cực kỳ hoảng sợ, nhìn Tử Điêu khủng hoảng nói. Khế ước linh hồn, tại ta khế ước linh hồn, khế ước tình hồn đã thất truyền tới vạn năm, người rốt cuộc là huyền thú gì mà tại có thể hiểu được bí pháp thượng cổ này. Tử Điêu không để ý tới Khiếu Lang, móng nhỏ lại vung lên, sau đó giọt máu trong ánh sáng tím này lập tức bay vào chỗ mi tâm của Dương Diệp. Cùng lúc đó, Dương Diệp có một cảm giác kỳ dị, hắn xác thực không biết nên nói như thế nào về cảm giác kỳ dị này, dù sao giữa hắn cùng với Khiếu Lang này có liên hệ gì đó, không, phải nói là hình như có thể cảm ứng được tất cả mọi thứ của Khiếu Lang. Tử Điêu vỗ nhẹ vào móng nhỏ, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp rơi xuống trên vai của Dương Diệp. Vật nhỏ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhìn Tử Điêu trên vai, nhíu mày hỏi. Là khế ước linh hồn. Người trả lời là Khiếu Lang, chỉ thấy Khiếu Lang giống như mắt hồn nhìn Tử Điêu, lẩm bẩm nói. Ở vạn năm trước, nhân loại chế tạo ra bí pháp có thể ký kết hiệp ước không bình đẳng cùng tộc huyền thú ta, sau đó nô dịch tộc huyền thú. Năm đó, tộc huyền thú ta từng một lần thiếu chút nữa diệt tộc vì khế ước này. Cuối cùng đế quốc huyền thú ta xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, ở dưới sự dẫn dắt của hắn, đế quốc huyền thú ta cùng nhân loại phát sinh đại chiến kéo dài đến hơn 1.000 năm, cuối cùng, nhân loại các ngươi không thể không thỏa hiệp, hủy bỏ tất cả loại bí pháp khống chế huyền thú này, nhờ vậy sau này, ở Nam vực cũng không có ai biết loại bí pháp này, ta không nghĩ tới nó lại có thể biết được. Khiếu Lang nói đến đây, sắc mặt đột nhiên dữ tợn và nhìn Tử Điêu gầm hét lên. Nếu ngươi là tộc huyền thú ta, vì sao phải giúp đỡ nhân loại sử dụng loại bí pháp này đi đối phó với tộc huyền thú ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, nếu như loại bí pháp này lộ ra ngoài sẽ tạo thành uy hiếp lớn thế nào đối với tộc huyền thú ta sao? Vì sao ngươi phải làm như thế? Tử Điêu chớp chớp mắt và không trả lời Khiếu Lang, chẳng qua là vung móng nhỏ lên, sau đó Khiếu Lang trực tiếp bị đưa vào bên trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp. Sau khi tiến vào bên trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp, Khiếu Lang không hiểu nhìn tất cả mọi thứ ở đây, khi thấy 7 con huyền thú vương cấp, sắc mặt Khiếu Lang nhất thời biến đổi, rất nhanh, ánh mắt hắn rời khỏi trên thân của 7 con huyền thú vương cấp, bởi vì hắn phát hiện ra hồ huyền khí màu vàng bên trong vòng xoáy đan điền. Khi thấy hồ huyền khí màu vàng, hai mắt của Khiếu Lang đột nhiên sáng lên, sau đó theo bản năng nhào về phía hồ huyền khí. Nhưng ngay vào lúc này, Tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, 7 con huyền thú vương cấp bên cạnh này cũng đi tới bên cạnh Tử Điêu, sau đó bao vây Khiếu Lang vào giữa. Nói đùa, bọn họ ở bên trong này lâu như vậy cũng không có cơ hội tiếp xúc tới những huyền khí màu vàng, người trước mắt này mới tới dựa vào cái gì tại muốn đi tới chiếm lấy hồ huyền khí màu vàng này chứ. Lúc này Khiếu Lang cũng bình tĩnh lại, hắn hình như đã quên mất chuyện khế ước linh hồn túc trước, hắn nhìn Tử Điêu, cổ họng nuốt nước bọt, sau đó có chút lấy lòng nói. Để cho ta tiền vào trong, ta cảm giác chỉ cần ta tiền vào trong, ta lại có thể tiến vào linh cấp ở trong khoảng thời gian ngắn. Tử Điêu lắc cái đầu nhỏ, hai mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm vào Khiếu Lang, trên móng nhỏ còn có gợn sóng tử quang thoáng hiện. Van ngươi, để cho ta tiến vào trong đi, ta chỉ ở trong đó một thời gian ngắn. Tử Điêu vẫn phác đầu, nói đùa sao, cái hồ huyền khí kia tà của nó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể tới gần. Khiếu Lang có chút sốt ruột, nếu như là huyền thú vương cấp khác ngăn cản hắn,
hắn nhất định sẽ một quyền lại đánh qua, nhưng hắn không dám làm vậy với tiểu gia hỏa trước mắt này. Hắn không ngu ngốc, hắn đương nhiên biết địa vị của tiểu gia hỏa này ở trong lòng nhân loại được gọi là Dương Diệp kia, còn có địa vị của nó ở trong lòng những huyền thú vương cấp này, nếu như hắn dám ra tay với nó thì kết quả nhất định là hắn bị đánh thành thịt nát. Ta thật sự, Khiếu Lăng còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này có một tuồng ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó bảy con huyền thú vương cấp bên cạnh này tức giận gào một tiếng và nhào về phía hắn. Rất nhanh, bên trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp truyền ra từng tiếng kêu rên. Thực lực của Khiếu Lăng đặc biệt mạnh mẽ, nếu một đấu một thì trong bảy con huyền thú vương cấp không có một con nào là đối thủ của hắn, nhưng nếu như bảy con cùng tiến lên, cho dù Tà Dương Diệp cũng chỉ có khả năng bỏ chạy, hơn nữa bên cạnh còn có Tử Điêu đang trợ giúp. Sau một khắc đồng hồ, Khiếu Lăng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lúc này Khiếu Lăng có một chút chật vật, trên mặt từng mảng xanh và tím, y phục trên người cũng rách nát. Nhìn Dương Diệp, khóe miệng Khiếu Lăng co rút, sau đó nói. Nhân loại, ta không biết không gian kia của ngươi rốt cuộc pha cái gì, cũng không muốn biết, ta chỉ muốn biết ta làm ngươi tay chân, có thể mượn nó tới giúp đỡ ta nâng cao thực lực hay không? Dương Diệp lắc đầu, nói. Đầu tiên, ngươi làm ta tay chân ta bởi vì giữa ta và ngươi đã đánh cược, cho nên cho dù không có bất kỳ thù lao nào, ngươi cũng phải làm tay chân của ta, không phải sao? Còn nữa, cái vật kia là của vật nhỏ, ngươi muốn mượn thì có thể, chỉ cần nó đồng ý, ta hoàn toàn không ý kiến. Thật ra Dương Diệp đã sớm muốn để cho những huyền thú mượn hồ huyền khí màu vàng để nâng cao thực lực, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua. Vì sao? Bởi vì lúc này thực lực của hắn còn quá yếu, mà một khi những huyền thú vương cấp này thăng cấp thành linh cấp, vậy bọn chúng sẽ biến thành một đám linh cấp, đến lúc đó, chỉ sợ hắn cùng với vật nhỏ cũng không thể khống chế được bọn họ. Cho nên, không phải hắn không cho những huyền thú thăng cấp, mà là không thể, cho dù muốn làm cho đối phương thăng cấp, cũng phải chờ giữa hắn cùng với vật nhỏ có một người đạt được linh cấp đã. Mà vật nhỏ hình như cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên cho tới nay nó đều chiếm hồ huyền khí màu vàng, không cho những huyền thú tiến vào trong đó. Nghe được lời nói của Dương Diệp, lúc này Khiếu Lăng có chút hối hận, không phải hối hận vì trở thành tay chân của Dương Diệp, mà là hối hận vì vừa rồi đã đắc tội vật nhỏ. Nếu như không đắc tội tiểu gia hỏa này, hắn chỉ cần đi vào trong đó, tối đa một năm hắn có thể tăng lên tới linh cấp. Linh cấp ấy, nếu như theo tu luyện bình thường, hắn chí ít còn cần vài năm nữa. Khiếu Lăng khẽ thở dài, nói. Nhân loại, hiện tại ta đã hiểu rõ tại sao nó lại muốn đi theo ngươi. Huyền khí trong không gian kia của ngươi có lực hấp dẫn chí mạng đối với huyền thú chúng ta. Theo ta thấy, sợ rằng không có huyền thú nào có thể chống đỡ được sức hấp dẫn trong không gian của ngươi. Thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu, cái đó rốt cuộc là gì vậy? Ngươi có thể yên tâm, cho dù ta biết cũng sẽ không nói ra đi, giữa ta và ngươi có khế ước linh hồn, nó có thể lập tức nắm giữ sinh tử của ta. Dương Diệp lắc đầu, nói. Khiếu Lang, ngươi chỉ cần thực hiện giao hẹn giữa ta và ngươi là được. Ngươi yên tâm, chờ thời cơ đến, ta sẽ để cho ngươi được như nguyện. Khiếu Lang nghe vậy thì không nói chuyện nữa, chỉ khẽ gật đầu và hóa thành một luồng ánh sáng màu tím tiền vào bên trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp. Sau khi Khiếu Lang tiến vào vòng xoáy đan điền, lúc này Dương Diệp mới nhìn về phía Tử Điêu, sau đó khẽ xoa đầu của Tử Điêu, nói. Vật nhỏ, cái khế ước linh hồn này rốt cuộc là cái gì vậy? Tử Điêu chớp chớp mắt, không tắc đầu nhưng cũng không gật đầu. Dương Diệp thấy thế thì mỉm cười, không còn truy hỏi nữa, mà ôm Tử Điêu vào trong lòng, sau đó lao nhanh về phía xa. Thấy Dương Diệp không còn truy hỏi nữa, Tử Điêu trong lòng Dương Diệp chớp chớp mắt, trong mắt có tia sáng kỳ dị hiện tên. Trên đỉnh núi cách dãy núi Thanh Vân hơn 1.000 hơn dặm, đại biểu của 6 thế lực lớn đều đang tập trung ở đây, một con hắc ưng cấp 9 đột nhiên bay tới, rơi vào trên vai huyền thú hỗ tôn giả bên này, sau một lúc lâu, đồng tử của hỗ tôn giả co lại và nhìn về đám người Thanh Vân tử, nói tiếp. Trong dãy núi Thanh Vân xuất hiện một con huyền thú thần bí, con huyền thú này lại có thể ở cùng với một nhân loại, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Thanh thì vốn nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh nghe vậy thì đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thoáng hiện ra sự lo lắng. Thanh Vân tử nhíu mày, nói. Hồ Tôn giả, cái này phải hỏi ngươi mới đúng chứ, huyền thú của huyền thú tộc ngươi không phải rất cao ngạo sao? Nó làm sao có thể ở cùng với một nhân loại được? Hồ Tôn giả hừ lạnh một tiếng,
sau đó nói. Thanh Vân Tử, đừng để cho ta biết nó bị nhân loại các ngươi khống chế, nếu không, hừ. Thanh Vân Tử cười lạnh một tiếng, nói. Hồ Tông Nguyên, ngươi cũng đừng ở chỗ này nói tời đe dọa nữa. Không chừng con huyền thú thần bí này là tự nguyện theo này huyền giả nhân loại. Không quan tâm có phải là tự nguyện hay không, hắn đều phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Tông Nguyên lạnh lùng nói. Lúc này trong dãy núi Thanh Vân, không chỉ có tinh anh của đế quốc huyền thú ta đang đuổi bắt tên thiếu niên kia, ngay cả đám huyền giả nhân loại các ngươi cũng đang đuổi bắt hắn, mặc cho hắn có bản lãnh thông thiên cũng trốn không thoát khỏi dãy núi Thanh Vân này. Hồ Tông Nguyên nói đến đây thì đột nhiên nhìn về Thanh Vân Tử, nói. Có người nói nguyên đồng của nguyên môn đã hạ lệnh đuổi bắt thiếu niên kia. Thế nào, Thanh Vân Tử, nguyên môn người cũng thấy hứng thú với phương pháp khống chế huyền thú của người thiếu niên kia sao? Trong mắt của Thanh Vân Tử có ánh sáng tạnh lóe lên, hắn không có trả lời mà xoay người nhìn về dãy núi Thanh Vân, chân mày nhíu chặt và thâm nghĩ. Lấy thực lực của nguyên đồng làm sao có khả năng để cho thiếu niên Dương Diệp kia trốn thoát được, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì sao? Nhìn thấy Thanh Vân Tử không đáp lại, Hỗ Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra một tia sát ý lạnh lẽo, hắn khẽ nói với Hắc Ưng cấp 9 kia vài câu, sau đó con Hắc Ưng kia bay về phía dãy núi Thanh Vân. Không quan tâm người thiếu niên kia làm thế nào lại ở cùng với con huyền thú thần bí này, hắn sẽ không để cho đối phương sống sót đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Bởi vì nếu như bị nguyên môn nắm giữ được phương pháp của người thiếu niên kia, không thể nghi ngờ đó sẽ pha một tai họa rất lớn đối với tộc huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn. Tô Thanh thì nhìn về phía dãy núi Thanh Vân, tay ngọc chậm rãi nắm chặt, trong đôi mắt đẹp càng lúc càng lộ rõ vẻ lo âu. Thật ra, lúc này trong dãy núi Thanh Vân, nhân loại cùng huyền thú không có nhằm vào nhau, bởi vì mọi người có chung cùng một mục tiêu, đó chính là tìm kiếm Dương Diệp. Có thể nói, lúc này Dương Diệp là kẻ địch của tất cả mọi tồn tại trên đời. Tuy nhiên Dương Diệp cũng không quan tâm, có vật nhỏ hỗ trợ che giấu hơi thở, trong Thập Vạn Đại Sơn này cơ bản không có huyền thú cùng nhân loại nào có thể phát hiện được hắn. Hơn nữa ngoại trừ số ít máy huyền thú cùng huyền giả nhân loại ra, huyền thú cùng nhân loại khác gặp phải hắn cơ bản cũng chỉ là tới chịu chết. Lần này vật nhỏ cũng không có nhân từ đối với những huyền thú kia, hễ là huyền thú lục soát Dương Diệp, đều bị nó chủ động giết chết. Trong một chỗ rừng cây, Từ Đồ Vinh dẫn theo mấy người kiếm tông đang tìm kiếm Dương Diệp xung quanh, Mộ Dung Yêu sau lưng hắn đột nhiên dừng bước, nhìn Từ Đồ Vinh nói. Từ Đồ Vinh, ngươi quả thật muốn nghe theo lời nguyên đồng của nguyên môn này nói mà đuổi theo giết Dương Diệp sao? Từ Đồ Vinh dừng bước, xoay người nhìn Mộ Dung Yêu, lạnh lùng nói. Mộ Dung Yêu, ta biết quan hệ mờ ám giữa nàng cùng Dương Diệp, nhưng xin nàng đừng quên, Dương Diệp đã thiếu chút nữa hại kiếm tông ta trở thành kẻ địch của mọi người. Hắn rõ ràng có thể khống chế huyền thú vương cấp lại không giao ra phương pháp, làm cho đại chiến giữa nhân loại ta cùng huyền thú thất bại thảm hại mà ra về, loại người chỉ biết tới cái lợi cá nhân như vậy mà nàng còn muốn bảo vệ hắn sao? Trên mặt Mộ Dung Yêu lộ ra vẻ khinh bỉ cùng châm chọc hoàn toàn không che giấu, nói. Từ Đồ Vinh, ta lại thấy ngươi đang sợ Dương Diệp uy hiếp tới địa vị của ngươi thì đúng hơn. Cũng phải, lấy tiềm lực cùng thực lực Dương Diệp thể hiện ra. Muốn vượt qua Từ Đồ Vinh ngươi thì căn bản không cần quá nhiều thời gian, thậm chí trong vòng hai Thanh Vân bảng lần này, hắn cũng đạt được thành tích tốt hơn ngươi. Hơn nữa hắn cùng với ngươi vốn có ân oán, cho nên ngươi muốn dồn hắn vào chỗ chết, ta rất hiểu. Nhưng ngươi quan báo tư thủ cũng không cần nói đường hoàng như vậy, cái này khiến người ta coi thường. Từ Đồ Vinh biến sắc, trong mắt chợt lóe lên sát ý và lạnh giọng nói. Mộ Dung Yêu, đừng tưởng rằng ta không dám giết nàng. Mộ Dung Yêu cười lạnh một tiếng, nói. Từ Đồ Vinh, thành thật mà nói, ta nhìn ngươi đã sớm thấy khó chịu, nếu như không phải là vì xếp hạng của kiếm tông ở trên Thanh Vân bảng, ta thật sự muốn một kiếm kết liễu ngươi. Chỉ dựa vào nàng sao? Từ Đồ Vinh khinh thường nói. Mộ Dung Yêu, ta thừa nhận, nàng cùng Dương Diệp đều có tiềm lực rất mạnh, nhưng vậy thì tính sao? Các ngươi một kẻ chẳng qua là tiên thiên thất phẩm, một kẻ chẳng qua là tiên thiên nhị phẩm. Ta đã tiên thiên cửu phẩm, hơn nữa ta còn tuyển tập kiếm kỹ địa cấp kiếm tông, các ngươi có tư cách cùng thực lực gì mà khiêu chiến với ta? Mộ Dung Yêu lắc đầu và không nói thêm lời nào nữa, nàng lại xoay người rời đi. Đạo khác nhau không thể cùng mưu việc tớn, nàng thật sự không muốn ở chung một chỗ cùng đám người Từ Đồ Vinh. Nhìn Mộ Dung Yêu xoay người rời đi, trong mắt Từ Đồ Vinh có tia sáng sắc bén lóe tên,
Trong phút chốc, trường kiếm trong tay chém về phía Mộ Dung Yêu, một đường kiếm khí trắng như tuyết kèm theo tiếng xé gió chói tai vang lên, và bắn nhanh về phía Mộ Dung Yêu. Tư Đồ Vinh do dự một chút, cuối cùng vẫn tựa chọn ra tay. Thế hệ trẻ trong kiếm tông, chỉ có Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nếu như phải bỏ hai người này thì trong tương lai, hắn chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của kiếm tông. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Mộ Dung Yêu biết tất cả những gì hắn đã làm với Dương Diệp ở trong dãy núi Thanh Vân. Hắn biết, hắn ở trong Thập Vạn Đại Sơn làm những chuyện mờ ám với Dương Diệp, nếu như Mộ Dung Yêu truyền tại kiếm tông, vậy cao tầng của kiếm tông nhất định sẽ có án tượng không tốt đối với hắn, cho nên Mộ Dung Yêu phải chết. Nhận thấy được phía sau có kiếm khí kéo tới, Mộ Dung Yêu nhất thời biến đổi, nàng đột nhiên xoay người, cổ tay thoáng động, trường kiếm trong tay chém tới một kiếm, không, phải nói pha rất nhiều kiếm, bởi vì trong nháy mắt, Mộ Dung Yêu đã đánh ra chỉ ít 10 kiếm, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên thoạt nhìn giống như một kiếm. Bù! Kiếm trực tiếp đánh tan kiếm khí của Tư Đồ Vinh, trường kiếm của Mộ Dung Yêu chỉ nghiêng về phía Tư Đồ Vinh, sau đó nói. Tư Đồ Vinh, không ngờ ngươi lại dám ra tay với đệ tử đồng môn, ngươi muốn chết rồi sao? Thấy Mộ Dung Yêu chỉ một kiếm đã đánh tan kiếm khí của mình, Tư Đồ Vinh nheo mắt lại, hắn chưa bao giờ giao đấu cùng với Mộ Dung Yêu, cho nên cho tới nay vẫn mơ hồ không chắc chắn về thực lực của Mộ Dung Yêu, nhưng hiện tại xem ra đã rõ ràng, suy đoán của hắn có hơi thấp. Hắn có lòng tin chiến thắng Mộ Dung Yêu, nhưng hắn không có lòng tin giết được Mộ Dung Yêu. Tư Đồ Vinh hít sâu một hơi và nhìn về mấy đệ tử kiếm tông bên cạnh, sau đó nói. Cùng tiến lên, giết nàng. Mấy người đều là tâm phúc của hắn nên hắn tất nhiên không cần e ngại. Mấy đệ tử kiếm tông ở bên cạnh Tư Đồ Vinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ không do dự nữa, tất cả đều lấy huyền kiếm của mình ra và chỉ về phía Mộ Dung Yêu. Ở kiếm tông cũng cần phải chiến đấu đoàn đội, đứng đúng đội ngũ thì ngày sau đương nhiên có thể sống tốt, nếu như đứng sai đội ngũ thì kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết. Mà lúc này, bọn họ đều lựa chọn đứng ở bên phía của Tư Đồ Vinh, bởi vì Tư Đồ Vinh là tiên thiên cửu phẩm. Trong rừng cây, Mộ Dung Yêu đứng ngạo nghễ cầm trường kiếm chỉ nghiêng Tư Đồ Vinh, mà ở bên cạnh nàng đã có mấy thi thể lạnh giá đang nằm, tất nhiên những thi thể này là những đệ tử kiếm tông. Mộ Dung Yêu nàng chưa bao giờ là người nhân từ nương tay, trước đây nàng không ra tay với Tư Đồ Vinh là bởi vì đại cục, nhưng hiện tại đối phương cũng muốn dồn nàng vào chỗ chết, nàng đương nhiên sẽ không cổ hủ tới mức còn muốn đi để ý tới đại cục gì đó. Về phần tình đồng môn, vậy chỉ có kẻ ngốc đến đỉnh điểm mới có thể còn nghĩ tới thứ hư vô mờ mịt vào lúc này. Lúc này sắc mặt Tư Đồ Vinh nghiêm trọng nhìn Mộ Dung Yêu, hắn không nghĩ tới chỉ mấy hiệp. Mấy đệ tử kiếm tông bên cạnh hắn đã chết ở dưới khoái kiếm của Mộ Dung Yêu, khoái kiếm của Mộ Dung Yêu làm cho hắn cảm giác được nguy cơ. Tuy nhiên bất kể thế nào, Mộ Dung Yêu đều phải chết. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Vinh vận chuyển huyền khí trong cơ thể, từ trong không trung nổi lên một trận cuồng phong, trên trường kiếm sáng như tuyết trong tay hắn ân hiện kiếm quang, hắn khẽ nâng tay phải lên, trường kiếm chỉ về phía Mộ Dung Yêu, nói. Mộ Dung Yêu, ta thừa nhận trước đây ta thật sự coi thường ngươi, tuy nhiên không sao cả, bởi vì ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Mộ Dung Yêu khẽ nhướng mày, nói. Thử xem. Đồng tử của Tư Đồ Vinh co tại, bất chợt thân hình hắn thoáng động và hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh về phía Mộ Dung Yêu. Khi đi tới trước mặt Mộ Dung Yêu, trường kiếm trong tay hắn cắt về phía cổ của Mộ Dung Yêu. Thân thể Mộ Dung Yêu đột nhiên ngửa ra sau giống như bị bẻ gãy và tránh thoát được một kiếm này của Tư Đồ Vinh. Sau đó đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể lui thật nhanh phía sau mười mấy thước giống như lướt đi. Khi nàng muốn đánh trả thì đột nhiên, đồng tử của nàng co tại và nhìn về bên phải cách đó không xa, nói. Ai? Tư Đồ Vinh nghe vậy, cũng ngừng tiếp tục truy kích, nhìn về phía bên trái của hắn. Lực cảm ứng thật nhạy bén. Một giọng nói vang lên, một người thanh niên mặc trường bào màu đen từ phía sau một cái cây lớn đi ra. Khi thấy người thanh niên này, Tư Đồ Vinh cùng Mộ Dung Yêu đều biến sắc, bởi vì người thanh niên này là Lý Tiên Quân của quỷ tông kia. Lý Tiên Quân nhìn Mộ Dung Yêu cùng Tư Đồ Vinh, mỉm cười, sau đó nói. Đáng tiếc, ban đầu vốn còn muốn xem đồng môn của kiếm tông tương tàn, đáng tiếc lại bị phát hiện ra. Hai vị, các ngươi cứ tiếp tục, ta bảo đảm sẽ không ra tay, các ngươi thấy thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta là kẻ đần độn sao? Tư Đồ Vinh lạnh tùng nói. Lý Tiên Quân tắc đầu, nói.
vậy thật là đáng tiếc, xem ra ta chỉ có thể tự mình ra tay, hai vị cùng tiến lên, hay là từng người tên một. Lý Tiên Quân nói đến đây thì dừng lại một lát, sau đó mỉm cười, nói. Vẫn là cùng tên đi, giải quyết các ngươi xong ta mới được quay về đế quốc Đại Tần, nếu không trở tại sẽ không tiện ăn nói với tông môn. Cuồng vọng, Tư Đồ Vinh khinh thường nói. Lý Tiên Quân, ban đầu ta còn không muốn đi tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa, đúng thúc ta cũng giải quyết ngươi cùng yêu nữ này luôn. Nghe được Tư Đồ Vinh nói vậy, Mộ Dung Yêu ác đầu, đúng pha kẻ không biết gì thì không đáng sợ, đáng sợ là kẻ không biết mình không biết gì, Tư Đồ Vinh trước mắt này là người như thế. Lý Tiên Quân thấy buồn cười, sau đó lắc đầu, nói. Không nghĩ tới kiếm tông còn có loại người kỳ lạ như ngươi, cũng được, để ta giải quyết ngươi trước đã. Lý Tiên Quân vừa dứt lời thì cổ tay thoáng động, một thanh tiêm đao màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, liêm đao rất dài gần như ngang với chiều cao của Lý Tiên Quân, ở chỗ lưỡi của liêm đao có từng dòng máu vẫn đang không ngừng chảy, trông vô cùng quỷ dị. Sau khi liêm đao xuất hiện ở trong tay hắn, Lý Tiên Quân đột nhiên biến mất, hắn hóa thành một đường màu đen trong nháy mắt đi tới trước mặt Tư Đồ Vinh. Sau đó cổ tay thoáng động, liêm đao màu đen móc về phía cổ của Tư Đồ Vinh. Tư Đồ Vinh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm giơ lên đỡ lấy liêm đao, nhưng... Keng! Tiếng kim loại va chạm và vỡ nát vang lên, bất chợt liêm đao màu đen vẫn lấy tốc độ không giảm cắt về phía đầu của Tư Đồ Vinh. Tư Đồ Vinh kinh hãi, cũng may hắn phản ứng không chậm, thân thể đột nhiên lóe lên, nhưng vẫn chậm một chút. Bù! Một lỗ tai mang theo máu tươi bay ra ngoài. Lý Tiên Quân cũng không có đuổi theo truy kích, bởi vì chẳng biết từ lúc nào đã có một thanh trường kiếm đi tới phía sau của hắn, hai chân hắn xoay tròn, thân thể đột nhiên quay lại, tiếp theo cổ tay lại thoáng động, liêm đao móc về phía trường kiếm đã lao tới trước mặt hắn. Keng! Tiếng kim loại vỡ nát lại vang lên ở đây. Tay cầm trường kiếm Mộ Dung Yêu biến sắc, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể vội vàng lui nhanh về phía sau, thoát khỏi liêm đao phạm vi công kích. Lý Tiên Quân không có truy kích, chẳng qua chỉ xoay người nhìn sắc mặt dữ tợn Tư Đồ Vinh, nói. Ta biết ngươi nắm con át chủ bài, bây giờ ngươi có thể thi triển ra. Bởi vì nếu như ngươi không thi triển ra thì chỉ sợ cũng không có cơ hội để thi triển nữa đâu. Tư Đồ Vinh hít sâu một hơi, sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào, tới giây phút nào đó, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào trong hai chân, sau đó thân hình thoáng động, thân thể lập tức biến mất với tốc độ cực nhanh. Lý Tiên Quân cùng Mộ Dung Yêu đều sửng sốt. Thật ra, Lý Tiên Quân cùng Mộ Dung Yêu sửng sốt không phải bởi vì Tư Đồ Vinh có tốc độ quá nhanh, mà bởi vì phương hướng Tư Đồ Vĩnh đi tới, nói chính xác là Tư Đồ Vinh bỏ chạy. Đúng vậy, thân hình Tư Đồ Vinh, thoáng động, thân thể lao nhanh rời đi, chỉ trong thời gian không đến mây lân hít thở hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Lý Tiên Quân cùng Mộ Dung Yêu. Một lát sau, Lý Tiên Quân lắc đầu cười, nói. Đây là người đại biểu cho thế hệ trẻ của kiếm tông sao? Hắn nói xong, tại xoay người nhìn Mộ Dung Yêu, nói. Đáng tiếc lúc trước ngươi còn tới giúp hắn, hiện tại hắn lại bỏ ngươi rời đi. Thật ra, nếu như hai người các ngươi liên thủ, ta hơn phân nửa sẽ phải rút đi. Dù sao thực lực của ngươi vẫn không tệ. Hiện tại có một mình ta, ngươi nắm chắc tuyệt đối sẽ giết chết được ta sao? Mộ Dung Yêu khẽ nói một tiếng. Nàng không thèm suy nghĩ nhiều về hành động của Tư Đồ Vinh, bởi vì vừa nghĩ tới cùng người như thế lại cùng một tông môn với mình, nàng đã cảm thấy mát mặt rồi. Lý Tiên Quân mỉm cười, nói. Biết vì sao ta không đuổi theo hắn không? Hắn hỏi xong, không đợi Mộ Dung Yêu trả lời, tại tiếp tục nói. Bởi vì mục tiêu của ta là nàng, cho dù hắn trở lại đế quốc Đại Tần, hắn cũng thể trở thành nhân vật lớn. Nhưng nàng thì khác, lấy thiên phú của nàng. Nếu như đạt được tiên thiên cửu phẩm, cho dù là ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được. Trong vòng thứ hai của cuộc thi đấu, chúng ta không nhất định có thể gặp phải, cho nên bây giờ là thời cơ tốt nhất để giải quyết nàng. Vậy chúng ta lấy một chiêu quyết định sinh tử thì thế nào? Mộ Dung Yêu chậm rãi giơ trường kiếm lên, chỉ thẳng vào Lý Tiên Quân. Khóe miệng Lý Tiên Quân hơi cong lên và cười khẽ, nói. Ta cũng đang có ý đó. Mộ Dung Yêu không nói thêm lời nào, thân thể chậm rãi bay lên cao, cổ tay nàng vừa thoáng động thì có một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hai tay nàng cầm kiếm chậm rãi giơ lên, trong thoáng chốc, một trận cuồng phong cuốn lên, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay nàng run rẩy kịch liệt,
giống như có thứ gì đó khủng khiếp muốn từ bên trong lao ra vậy. Hai mắt của Lý Tiên Quân híp lại, trong mắt lóe lên một sự đề phòng, tay phải hắn khẽ động, liêm đao màu đen xé rách không trung và chậm rãi giơ lên trên, sau khi được huyền khí không ngừng rót vào, những tia máu trên lưỡi của liêm đao màu đen chuyển động với tốc độ nhanh hơn. Tới giây phút nào đó, trong mắt Mộ Dung Yêu hiện lên một tia ngoan độc, nàng nắm trường kiếm từ trên cao bổ xuống Lý Tiên Quân. Thiên Trọng Điệp, kiếm tông kiếm kỹ địa cấp hạ phẩm, chú ý kiếm khí trồng chát, khi tu luyện tới đại thành lại có thể trồng chất 1000 tầng kiếm khí. Đương nhiên, độ khó này cũng cực kỳ cao, bởi vì sẽ có yêu cầu nghiêm khắc đối với tốc độ của người sử dụng kiếm. Mộ Dung Yêu quát một tiếng chói tai, trường kiếm trong tay Mộ Dung Yêu từ trên bổ xuống, hóa thành vô số tàn ảnh, cùng lúc đó, một đường kiếm khí trăng như tuyết cắt qua không trung, kèm theo tiếng xé gió chói tai vang lên và bắn nhanh về phía Lý Tiên Quân bên dưới. Nhìn đường kiếm khí trắng như tuyết kia, đồng tử Lý Tiên Quân co lại rất nhanh, sắc mặt nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, bởi vì đó không phải là một đường kiếm khí, nó ít nhất phải có 100 đường kiếm khí. Nói cách khác, trong nháy mắt nữ tử trước mắt này đã đánh ra chỉ ít 100 kiếm. Quả nhiên tốc độ kiếm như vậy quá khủng khiếp. Lý Tiên Quân hít sâu một hơi, đầu ngón chân xoay tròn, thân thể lập tức chuyển động, sau đó tay trong liêm đao đâm chích lên, trong nháy mắt, tơ máu trên liêm đao rời khỏi tưỡi đao và bắn nhanh về phía đường kiếm khí này. Trong ánh mắt nghiêm trọng của hai người, một đường màu trắng, một đường màu đỏ của máu đã va chạm vào nhau. Hai người thoáng yên lặng, bắt chợt. Ầm. Một tiếng nổ lớn kinh thiên vang vọng ở trong rừng cây, một sóng khí giống như thủy triều cuốn ra ngoài, sóng khí đi qua nơi nào, tất cả cây cối lập tức bị nghiền nát, nơi đó đã biến thành một nơi hỗn loạn. Uy lực của huyền kỹ địa cấp phải khủng khiếp như vậy. Mà trong lúc sóng khí cuốn ra ngoài, hai người ở trung tâm của sóng khí này đều bay ngược về phía sau với khoảng cách 20 mấy trượng. Ha ha! Mà vào lúc này, một tiếng cười lớn đột nhiên vang vọng ở nơi đó, chỉ thấy Tư Đồ Vinh lúc trước rời đi, chẳng biết tại xuất hiện từ lúc nào. Nhìn Mộ Dung Yêu cùng Lý Tiên Quân bay ra ngoài, trên mặt Tư Đồ Vinh đắc ý nói không nên lời, nói. Mộ Dung Yêu đại chiến cùng Lý Tiên Quân của Quỷ Tông, không địch lại bị giết chết, Lý Tiên Quân lại bị Tư Đồ Vinh ta giết, các ngươi nói lý do này có phải là rất hoàn mỹ không? Mà khi Tư Đồ Vinh đang đắc ý, Lý Tiên Quân vốn đập xuống mặt đất, thân hình đột nhiên chấn động, sau đó hóa thành một huyết ảnh lao đi, không đến một hơi thở, Lý Tiên Quân đã biến mất khỏi tầm mắt của Tư Đồ Vinh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ đắc ý trên mặt Tư Đồ Vinh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới Lý Tiên Quân này lại còn có năng lực thi triển thân pháp huyền kỹ, sớm biết vậy, vừa rồi hắn nên trực tiếp ra tay, mà không phải đứng đây nói nhảm, mồi thù chém đứt cái tai của hắn cũng có thể báo được rồi. Tư Đồ Vinh hít sâu một hơi, cố kìm chế tức giận và không cam lòng, hắn quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Yêu đang đứng dựa vào một cái cây, lúc này Mộ Dung Yêu có chút chật vật, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có một dòng máu tươi chảy xuống, trang phục toàn thân rách nát, lộ ra cảnh xuân. Không thể không nói, Mộ Dung Yêu đặc biệt xinh đẹp, cho dù lúc này nàng chật vật như vậy, vẫn vô cùng xinh đẹp, thậm chí lộ mảng lớn da thịt càng có lực hấp dẫn chí mạng đối với nam nhân. Nhìn Mộ Dung Yêu, sâu trong đôi mắt Tư Đồ Vinh hiện lên sự dâm đãng, hắn bắt chợt chậm rãi đi về phía Mộ Dung Yêu, nói. Mộ Dung Yêu, giữa ta và nàng vốn có thể không cần trở thành kẻ thù không đội trời chung, sai là sai ở chỗ nàng không nên đứng ở bên phía Dương Diệp. Bây giờ ta vốn có thể giết nàng, tuy nhiên nề tình đồng môn, ta cho nàng một cơ hội, chỉ cần nàng nguyện ý làm đạo lữ của ta, ta có thể không giết nàng. Mộ Dung Yêu ho khẽ một tiếng. Sau đó ngắng đầu nhìn về phía Tư Đồ Vinh, trên gương mặt trắng bệch đầy vẻ sầm thường, nói. Làm đạo lữ của ngươi, Tư Đồ Vinh, ngươi cũng không soi gương xem, với bộ dạng chó má của ngươi, cũng xứng trở thành đạo lữ của Mộ Dung Yêu ta sao? Tư Đồ Vinh nghe vậy, trong chợt lóe lên mắt ánh sáng tạnh, hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Mộ Dung Yêu, như vậy thì không thể trách ta được rồi. Tuy nhiên nàng yên tâm, trước khi nàng chết. Ta cũng sẽ làm cho nàng trở thành đạo lữ của ta, dù sao nàng cũng rất xinh đẹp. Tư Đồ Vinh dứt lời, thân hình thoáng động, chân phải đá thẳng vào bụng của Mộ Dung Yêu. Rõ ràng, hắn muốn phế bỏ đan điền của Mộ Dung Yêu. Nhìn Tư Đồ Vinh đá tới, trong mắt Mộ Dung Yêu lóe lên sự liều mạng, nàng không để ý thương thế trên người, huyền khí còn sót lại trong cơ thể điên cuồng dâng trào,
bát chợt bụng nàng phồng lên, rõ ràng, nàng muốn tự bạo. Lúc này nàng đã trọng thương, căn bản không có khả năng là đối thủ của Tư Đồ Vinh, nếu như nàng một khi rơi vào trong tay Tư Đồ Vinh, vậy có thể tưởng tượng được kết quả sẽ thế nào. Cho nên nàng hoàn toàn không đó ự mà lựa chọn tự cho nổ đan điền. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tư Đồ Vinh biến sắc, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi, hắn không để nghĩ ngợi tăng cao tốc độ đến mức nhanh nhát, hắn đương nhiên không dám đẻ cho Mộ Dung Yêu tự bảo. Nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Mộ Dung Yêu, bóng người đó không phải là ai khác, mà chính là Dương Diệp. Lúc trước hắn ở cách xa hơn trăm dặm nghe được bên này phát sinh âm thanh giao đấu, trong lòng có ý định đánh cướp nên hắn không do dự chạy về phía bên này, nhưng vừa tới chỗ này, hắn nhìn thấy cảnh tượng Mộ Dung Yêu muốn tự bạo như vậy. Hắn và Mộ Dung Yêu coi như là quen thuộc, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu được, cho nên hắn ra tay. Dương Diệp không để ý tới Tư Đồ Vinh phía sau, mà đặt bàn tay ở trên đầu của Mộ Dung Yêu. Huyền khí màu vàng trong cơ thể điên cuồng vọt về phía trong cơ thể của Mộ Dung Yêu, sau đó khống chế những huyền khí màu vàng trấn áp huyền khí đã trở nên cuồng bạo trong cơ thể của Mộ Dung Yêu. Mà vào lúc này, một đá của Tư Đồ Vinh đã đến phía sau lưng hai người, bởi Dương Diệp chắn ở trước mặt Mộ Dung Yêu, cho nên phía sau lưng của Dương Diệp đã tiếp xúc với chân của Tư Đồ Vinh. Bịch! Một bóng người bay ra ngoài, người bay ra không phải là Dương Diệp, mà là Tư Đồ Vinh. Lấy mức độ cường hãn thân thể của Dương Diệp lúc này, sao có thể bị một cước không phải toàn lực của Tư Đồ Vinh làm tổn thương được. Khi Mộ Dung Yêu nhìn thấy được Dương Diệp, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng đè nén huyền khí cuồng bạo trong cơ thể xuống, nàng không sợ chết, nhưng nếu như có thể sống, ai lại bằng lòng lựa chọn cái chết được. Lúc này Tư Đồ Vinh nhìn Dương Diệp, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới người bay ra ngoài lại là hắn. Dương Diệp thu hồi huyền khí màu vàng của mình, lúc này mới xoay người nhìn Tư Đồ Vinh rồi chậm rãi đi về phía Tư Đồ Vinh, nói. Vốn nề mặt Thanh Thi, ta không muốn xử lý ngươi, bởi vì cố ý đối phó với ngươi, ta sẽ không tiện ăn nói với Thanh Thi bên, còn lãng phí thời gian của ta nữa. Nhưng không thể không nói, suy nghĩ này của ta là sai rồi, loại người cặn bã giống như ngươi, ta đáng lẽ giải quyết ngươi trước. Giải quyết ta sao? Tư Đồ Vinh hừ lạnh một tiếng, nói. Dương Diệp, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Tuy nhiên lời ngươi nói cũng là lời ta muốn nói, ta cũng sớm muốn giải quyết ngươi. Nếu lần này mọi người không thể buông tha, vậy dứt khoát tới giải quyết trong một lầy. Dương Diệp không nói chuyện mà móc ra một thần hành phù cùng cường lực phù dán vào trên người mình, sau đó huyền khí trong cơ thể hắn tràn vào trong tật phong hoa, tiếp theo tật phong bộ được thi triển ra, thân thể lập tức biến mất. Trong nháy mắt đi tới trước mặt của Tư Đồ Vinh, Dương Diệp không hề do dự mà rút kiếm chém một chém. Tử Linh kiếm kèm theo tiếng xé gió chói tai vang lên, giống như tia chớp bổ mạnh xuống đầu của Tư Đồ Vinh. Lần này sắc mặt Tư Đồ Vinh thay đổi, trong mắt kinh hãi gần chết, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm ý trong truyền thuyết. Đúng vậy, lần này Dương Diệp hoàn toàn không nương tay, bởi vì hắn biết Tư Đồ Vinh nắm con át chủ bài, ha không sợ con át chủ bài của Tư Đồ Vinh. Nhưng hắn không muốn phiền phức. Nếu có thể giải quyết trong một lần duy nhất, vậy tại sao còn phải đánh đối phương tới nửa chết nửa sống chờ đối phương thi triển ra con át chủ bài chứ? Dương Diệp hắn không có khả năng não tàn như vậy. Bị kiếm ý ràng buộc cùng áp chế, Tư Đồ Vinh căn bản không thể né tránh, đương nhiên cho dù không có kiếm ý áp chế cùng ràng buộc, hắn cũng trốn không thoát, phải biết rằng đây chính là một đòn toàn lực của Dương Diệp. Cho dù kinh hãi gần chết, nhưng phản ứng của Tư Đồ Vinh không chậm, trong nháy mắt tiên thiên huyền khí cháo xuất hiện ở bên ngoài cơ thể hắn, sau đó trường kiếm trong tay giơ ngang ngăn cản, đồng thời đầu ngó chân di chuyển trên mặt đất, trong lòng hắn đã quyết định, chỉ cần ngăn cản được một kiếm này của Dương Diệp, hắn lại thoát trở ra, sau đó thi triển lá bài tây của mình. Lúc này, hắn hoàn toàn không khinh thường, hắn biết, nếu như không thi triển ra lá bài tẩy của hắn rất nhanh có thể phải ở lại chỗ này. Nhưng ý nghĩ thì tốt, hiện thực lại quá tàn khốc. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, chỉ thấy một đường ánh sáng màu vàng từ đỉnh đầu Tư Đồ Vinh tiến xuống dưới chân. Con át của bài của ta! Tư Đồ Vinh khẽ lẩm bẩm một câu, thân thể trong nháy mắt tách ra, hai màu đỏ trắng lập tức tràn ra đầy đất. Dương Diệp thu kiếm, nhìn thân thể Tư Đồ Vinh này bị phân ra làm hai, hắn khách lắc đầu một cái, chuyện của Tư Đồ Vinh lại một tuần nữa cho hắn biết, khi đối mặt với kẻ địch,
ngàn vạn tần không thể sơ suất và khinh địch còn có nói nhảm. Nếu như Tư Đồ Vinh không nói nhiều lời vô ích, không khinh địch, vừa bắt đầu lại thi triển ra toàn lực, hắn khẳng định không có khả năng một kiếm lại giải quyết xong. Nhưng Tư Đồ Vinh không được như vậy, ngoại trừ hắn cảm nhận được kiếm ý trước khi chết, hắn từ đầu đến cuối đều khinh thường Dương Diệp, ở giây phút cuối cùng hắn bắt đầu coi trọng Dương Diệp, nhưng đã muộn rồi, Dương Diệp không cho hắn cơ hội nào nữa. Người tại có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Mộ Dung Yêu ở phía sau Dương Diệp cảm thấy khó có thể tin nổi, khẽ nói. Dương Diệp không xoay người trả lời Mộ Dung Yêu, mà ngắng đầu nhìn về phía xa, sau đó cười lạnh một tiếng, nói. Xem trò hay xong, cũng nên đi ra chứ. Nghe được lời nói của Dương Diệp, sắc mặt Mộ Dung Yêu lập tức biến đổi, ở đây còn có người khác sao? Dương Diệp vừa mới dứt lời, một bóng người từ một cái cây lớn đi ra, khi thấy bóng người này, sắc mặt Mộ Dung Yêu lại biến đổi, bởi vì người này chính là Lý Tiên Quân lúc trước cùng nàng giao đấu lưỡng bại câu thương, mà dáng vẻ của Lý Tiên Quân lúc này, làm gì có dấu hiệu bị thương nào. Lý Tiên Quân đi được mấy bước thì ngừng tại, nhìn Dương Diệp mỉm cười, nói. Hóa ra ngươi mới là con át chủ bài chân chính của kiếm tông, cha cha, kiếm ý tầng 1, kim huyền khí ngũ ảnh, không trách được ngươi dám chống lại Nguyên Đồng. Dương Diệp không nói nhảm, khi hắn chuẩn bị ra tay, Lý Tiên Quân lại cười nói. Ta vốn muốn giải quyết các ngươi, nhưng lúc này đã không cần thiết nữa rồi, bởi vì có người càng muốn giết người hơn ta. Nếu như ngươi không chết, chúng ta quyết một trận sinh tử ở vòng 2 của Thanh Vân Bảng. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một huyết ảnh nhanh chóng lao về phía sau. Cùng lúc đó, một đóa hoa sen năng lượng màu đỏ như lửa đột nhiên nổ mạnh ở trên không trung nơi Lý Tiên Quân vừa đứng. Dương Diệp nhìn thấy được đóa hoa sen máu này nổ tung lại nheo mắt lại, bởi vì hắn biết, lúc này hắn đã để lộ anh tung, xung quanh đây sợ rằng có hàng ngàn hàng vạn huyền giả nhân loại cùng huyền thú đang lao về phía hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn xoay người đi đến trước mặt của Mộ Dung Yêu, cô tay thoáng động, một trị liệu phù thượng phẩm được dán vào trên người của Mộ Dung Yêu, sau đó hắn lại lấy ra ba tờ thân hành phù đưa tới trước mặt Mộ Dung Yêu, nói. Lấy thực lực của nàng. Muốn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn chắc hẳn không phải là chuyện gì khó, đi mau đi. Mộ Dung Yêu trầm ngâm một lát, sau đó không đang do dự, tiếp nhận thần hành phù trong tay của Dương Diệp và xoay người rời đi, đi mấy bước nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Chúng ta sẽ gặp lại, đúng không? Dương Diệp mỉm cười, nói. Đương nhiên. Nhận được câu trả lời của Dương Diệp, Mộ Dung Yêu khẽ gật đầu, sau đó không hề dừng lại, nhanh chóng lao về phía xa. Mộ Dung Yêu nàng không phải là loại người bạc tình bạc nghĩa, theo đạo lý mà nói, Dương Diệp cứu nàng, nàng chắc hẳn phải ở lại cùng Dương Diệp đối mặt với những huyền giả nhân loại cùng huyền thú kia. Nhưng nàng không làm vậy, không phải nàng vô tình và không có lương tâm. Mà nàng biết, nàng ở lại ngoại trừ trở thành gánh nặng của Dương Diệp ra, căn bản không hề có tác dụng nào cả. Cho nên, nàng quyết đoán lựa chọn xoay người rời đi. Nhìn Mộ Dung Yêu biến mất ở phía xa. Dương Diệp mỉm cười, sau đó vung tay phải lên, lôi điêu xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn phóng người nhảy lên trên lưng của lôi điêu, nhưng ngay vào lúc này, ánh sáng ở đó đột nhiên tối lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung của rừng cây hiện ra vô số huyền thú bay. Không chỉ có như vậy, Dương Diệp còn cảm nhận được xung quanh có vô số khí tức đang bao vây xung quanh hắn, trong những khí tức này có nhân loại, nhưng phần nhiều chính là huyền thú. Không bao lâu, Nguyên Đồng dẫn theo một đám huyền giả nhân loại xuất hiện ở bên trái của Dương Diệp, ở thời điểm Nguyên Đồng vừa xuất hiện, Lạc Tuyết của đế quốc huyền thú đã dẫn theo một đám huyền thú xuất hiện ở bên phải của Dương Diệp. Khi thấy lôi điêu dưới chân của Dương Diệp, huyền giả nhân loại cùng một đám huyền thú đều khiếp sợ, đặc biệt là một đám huyền thú bên phía đế quốc huyền thú, tất cả chán động đồng thời càng phẫn nộ hơn, một con huyền thú vương cáp lại có thể để cho một nhân loại đứng ở trên lưng nó, đây là đang sỉ nhục tộc huyền thú bọ nhọ. Lạc Tuyết nhìn thật sâu vào trong mắt của tử điêu trên vai Dương Diệp nhưng không nói gì, hình như muốn nhìn thấu lai lịch của con vật nhỏ. Hắn giết Tư Đồ Vinh rồi. Đúng lúc này, không biết ai kinh ngạc kêu lên một câu. Mọi người nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía thi thể bên cạnh Dương Diệp, khi thấy dáng vẻ của thi thể kia, mọi người giận dữ. Rõ ràng bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp thậm chí dám giết chết của sư huynh đồng môn. Ánh mắt Nguyên Đồng nhìn lướt qua thi thể Tư Đồ Vinh, rồi nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp,
người đúng là kẻ lòng dạ độc ác, thậm chí ngay cả sư huynh đệ đồng môn cũng giết. Dương Diệp không tranh cãi cùng Nguyên Đồng, ánh mắt hắn đảo qua từng huyền giả nhân loại cùng huyền thú, sau đó phá lên cười. Dương Diệp ta có tài đức gì, tự nhiên lại có thể làm cho yêu nghiệt thế hệ trẻ Nam vực liên thủ cùng tất cả ti nhanh trẻ tuổi của tộc huyền thú truy sát, trong lịch sử của Thanh Vân Bảng, sợ rằng chỉ có Dương Diệp ta có vinh hạnh này đi. Liên thủ truy sát sao? Nguyên Đồng lắc đầu, nói. Dương Diệp, người quá đề cao bản thân rồi, nếu như không phải có huyền thú thần bí kia thay ngươi che giấu hơi thở, người đã chết sớm rồi. Hắn nói xong lại nhìn về phía Lạc Tuyết, nói. Người ngươi muốn tìm cùng huyền thú đã tìm được, bản thân các ngươi ra tay, hay muốn nhân loại ta ra tay thay cho các ngươi? Lạc Tuyết đi lên trước hai bước, sau đó nhìn về phía lôi điêu dưới chân của Dương Diệp, bất chợt một uy áp chợt bao trùm về phía lôi điêu, hắn trầm giọng quát. Qua đây, vừa mới tiếp xúc đến uy áp của Lạc Tuyết, trong mắt lôi điêu dưới chân của Dương Diệp lập tức lộ ra sự khủng hoảng, sau đó lại chuẩn bị hất Dương Diệp đi, nhưng ngay vào lúc này, thân hình tử điêu trên vai Dương Diệp đột nhiên lóe lên, trực tiếp rơi xuống trên đầu của lôi điêu và vung móng nhỏ lên, một luồng ánh sáng màu tím lập tức đánh vào trên đầu của lôi điêu, một lỗ máu lại xuất hiện ở trên đầu của lôi điêu. Nhìn thấy được tử điêu tức giận, trong mắt lôi điêu càng thêm kinh hoàng, nó bắt chợt cúi thấp đầu xuống, nằm trên mặt đất, không dám có bất kỳ vọng động nào. Lạc Tuyết nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại biến sắc, không chỉ có một mình hắn biến sắc, mấy người sau lưng ngắn cũng biến sắc. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đầy vẻ chấn động cùng nghiêm trọng. Lạc Tuyết không có uy áp huyết mạch, nhưng lại có uy áp khí thế, huyền thú bình thường ở trước mặt hắn căn bản không dám có bất kỳ phản kháng nào. Mà bây giờ, con lôi điêu vương cấp bình thường trước mắt này lại có thể chống lại mệnh lệnh của Lạc Tuyết, dỗ của con vật nhỏ thân bí này là lai lịch gì? Lúc này, tử điêu cũng nhìn về phía Lạc Tuyết, trong mắt nó có ánh sáng màu tím chợt lóe lên, móng nhỏ giơ lên. Ánh sáng màu tím thoáng hiện ra, rõ ràng nó tức giận khi người trước mặt dám cướp tiêu đệ ngay trước mặt nó. Lạc Tuyết hít sâu một hơi, nhìn tử điêu trầm giọng nói. Người đang ở thời kỳ ấu thú đã nắm giữ linh trí, đồng thời nắm giữ uy áp huyết mạch, theo lý mà nói, ngươi chắc hẳn phải nổi tiếng ở thập vạn đại sơn từ lâu mới phải, nhưng ta lại chưa từng nghe qua về ngươi, đồng thời, ở trong ấn tượng của ta, trong lịch sử của tộc huyền thú từ trước tới nay cũng chưa từng có ghi chép liên quan tới ngươi, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Tử điêu không trả lời Lạc Tuyết, mà giơ móng nhỏ chỉ về phía lôi điêu hiểu ý, chậm rãi bay lên trời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nguyên Đồng nhíu mày, tuy nhiên hắn cũng không ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng tộc huyền thú tuyệt đối sẽ không để cho Dương Diệp cùng con vật nhỏ thân bí này rời đi. Nhìn lôi điêu càng lên càng cao, tử tu bên cạnh Lạc Tuyết trầm giọng nói. Không thể để cho bọn họ rời đi, Hổ Tôn đã có thông báo, trăm triệu lần không thể để cho nó rơi vào tay của nhân loại. Ngươi cũng thấy nó có lực uy hiếp đối với tộc huyền thú ta lớn tới mức nào. Lạc Tuyết nghe vậy, chậm rãi gật đầu, sau đó hơi nâng tay phải lên ép xuống phía dưới. Trong phút chốc, những huyền thú vốn bay ở trên không trung của Dương Diệp lập tức lao về phía Dương Diệp cùng tử điêu, mấy nghìn con huyền thú bay cùng lao vào tới. Uy thế như vậy, vô cùng kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp đứng ở trên lôi điêu biến đổi, hai mắt hơi híp lại, hắn đã chuẩn bị sử dụng vỏ kiếm. Nhưng ngay vào lúc này, tử điêu ở trên vai hắn đột nhiên vọt đến giữa không trung, sau đó một ánh sáng màu tím đột nhiên từ trong cơ thể nó giống như bão táp tràn ra, trong phút chốc, một luồng uy áp huyết mạch vô hình giống như sóng chiều cuốn về phía những con huyền thú bay ở trên bầu trời. Cùng lúc đó, hơn 10 đường ánh sáng màu tím sẫm hình vòng cung cắt qua không gian, đánh về phía những huyền thú bay. Dương Diệp đứng ở trên người của lôi điêu, sắc mặt biến đổi, hắn biết lần này vật nhỏ thật sự tức giận rồi, bởi vì mấy chục luồng ánh sáng màu tím này mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ lần nào vật nhỏ thi triển ra ánh sáng màu tím trước đó, rõ ràng, lần này vật nhỏ không giữ tại thực tực của mình. Những con huyền thú bay ở trên bầu trời vừa tiếp xúc với uy áp huyết mạch của tử điêu này đều không ngoại lệ, tất cả lập tức dừng lại, trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, không dám tiến lên trước một bước, thậm chí, ngay cả cũng không dám né tránh những ánh sáng màu tím do tử điêu phát ra, mặc cho những ánh sáng màu tím đánh vào trên người bọn họ. Không chỉ có những huyền thú bay trên bầu trời, cho dù là những huyền thú trên mặt đất ở trước mặt uy áp này cũng bắt đầy run rẩy, thậm chí có một ít huyền thú thực lực yếu đã bò ở trên mặt đất.
Trên bầu trời lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bát chợt mấy chục con huyền thú bay từ không trung rơi xuống. Lúc này, lôi điêu đã lao ra khỏi vòng vây của những huyền thú bay xung quanh, lao lên trên không trăng trong, sau đó không được mấy hơi thở, nó đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ha ha, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đám người phía dưới, chúng ta sẽ gặp mặt trong vòng đấu thứ hai. Trên bầu trời, từ phía xa truyền đến tiếng cười không hề kiêng kỵ của Dương Diệp. Nhìn về phía Dương Diệp biến mất, hai mắt Nguyên Đồng híp lại, trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý, rõ ràng hắn không nghĩ tới con vật nhỏ kia lại có thể nắm giữ năng lực khủng khiếp như vậy, có thể làm cho vạn thú thuần phục. Lúc này hắn đã hối hận vì trước đây sơ suất để cho Dương Diệp chạy trốn, nếu như há nhận được con huyền thú thần bí này cùng phương pháp khống chế huyền thú. Đừng nói Nguyên Đồng, tất cả nhân loại ở đây đều không ngờ được con vật nhỏ kia có thể làm cho vạn thú thuần phục. Chúng đều là huyền thú vương cấp, những huyền thú vương cấp ở trước mặt vật nhỏ tại không dám đánh trả, quan trọng nhất chính là vật nhỏ này còn đi theo một nhân loại. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhìn lôi điêu này đã hóa thành một điểm đen rất nhỏ, Lạc Tuyết thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Bất kể như thế nào cũng không thể nó rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, thông báo với Hổ Tôn, bảo hắn phái cường giả linh cấp đuổi theo bắt. Nhưng làm như vậy không phải là phá vỡ quy củ sao? Tử Tu ở bên cạnh Lạc Tuyết cau mày nói. Lạc Tuyết hít sâu một hơi, khẽ nói. Vậy còn hơn là để nó rơi vào tay nhân loại, nếu như nó bị nhân loại bắt giữ, sau đó tộc huyền thú ta sẽ lâm nguy. Tử Tu nghe vậy thì không do dự nữa, hắn vẫy tay một cái, một con hắc ưng rơi vào phía trên cánh tay của hắn, một lát sau, hắc ưng bay về phía một phương hướng. Trên lôi điêu, trên mặt Dương Diệp không có vẻ gì vui sướng sau khi chạy trốn, trái lại là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trong mắt đầy vẻ lo âu. Cho dù hắn trốn thoát khỏi vòng vây của đám huyền giả nhân loại cùng đại quân huyền thú bao vây, nhưng hắn biết, phiền phức mới chính thức bắt đầu thôi. Trong cuộc sống tương lai, không chỉ có nhân loại huyền giả có ý đồ với hắn, cho dù là huyền thú của đế quốc huyền thú cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại, hắn phải hành động kín đáo một chút. Dương Diệp đột nhiên khẽ cười, nói. Phiền toái thì phiền toái, Dương Diệp ta lại sợ sao? Đúng vậy, hắn vẫn cho rằng có áp lực mới có động lực, mà bây giờ đế quốc huyền thú cùng huyền giả nhân loại đều đang chú ý tới hắn, áp lực này còn không lớn sao? Ở trước mặt áp lực này, Dương Diệp hắn phải liều mạng nâng cao thực lực, nếu không đừng nói là đi đối đầu với Bách Hoa Cung, có thể mạng sống hay không cũng là một vấn đề. Tử Điêu ở trên vai Dương Diệp cả cái đầu của mình vào gương mặt hắn, rõ ràng, nó đang ủng hộ Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn Tử Điêu, khẽ cười nói. Vật nhỏ, vừa rồi ngươi rất uy phong đấy. Cảnh tượng vừa rồi không chỉ là những huyền giả nhân loại đó cùng huyền thú của đế quốc huyền thú chớ động, Dương Diệp hắn cũng chấn động. Cho dù trước đây hắn đã từng nhìn thấy Tử Điêu uy hiếp từng đàn huyền thú, nhưng lần này không giống vậy, phải biết rằng, những huyền thú kia đều là vương cấp, mà những đàn huyền thú vương cấp này ở trước mặt vật nhỏ lại thậm chí không dám phản kháng, uy áp huyết mạch này cũng thật sự quá kinh khủng. Tử Điêu chớp chớp mắt, đầu lại ca ca vào gương mặt của Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười, đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên sắc mặt Dương Diệp biến đổi, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, chỉ thấy mấy trăm trượng phía sau có một chám đen đang nhanh chóng bay về phía hắn, điểm đen cô tốc độ cực nhanh. Hai mắt nhắm lại mở ra đã thấy điểm đen từ kích thước lớn chừng ngón cái biến thành nắm tay. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Dương Diệp co lại, bởi vì người này ít nhất là huyền thú linh cơ phơ hoặc nhân loại cường giả cảnh giới linh giả. Cường giả cảnh giới vương giả trở lên làm sao có thể xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn này được. Trong đầu Dương Diệp đặc biệt nghi ngờ không hiểu, tuy nhiên hắn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, bởi vì hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn, đó chính là chạy thoát thân. Không hề do dự, Dương Diệp khống chế lôi điêu nhanh chóng bay xuống phía dưới. Cho dù Dương Diệp hắn từng tiêu diệt cường giả cảnh giới linh giả, nhưng đó là do đối phương khinh địch, có được giúp đỡ của thuật phù cao cấp, hiện tại trên người hắn chỉ có một thuật phù cao cấp do Bảo Nhi cho hắn, một thuật phù cao cấp hiển nhiên không giải quyết được đối phương, mà nếu như một khi không giải quyết được đối phương, vậy hắn sẽ bị đối phương giải quyết. Hắn đương nhiên không có quên bảo bối siêu cấp huyết sát châu này. Chỉ tà sau khi dùng huyết sát châu thì ao. Nếu như một cường giả cảnh giới linh giả có ý định liều mạng với hắn, cho dù hắn dùng huyết sát châu,
lại thêm lực huyết sát do bản thân huyết sát châu cắn trả, hắn khẳng định mình cũng sẽ bị thương nặng, mà ở trong thập vạn đại sơn này một khi hắn bị trọng thương. Cùng giống như trước đây, nếu không phải vào lúc không còn cách nào, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng huyết sát châu, mà một khi sử dụng, vậy lại nhất định phải bảo đảm có thể hại chết đối phương mới được. Sau khi lôi điêu hạ xuống, Dương Diệp vẫy tay một cái, lôi điêu tập tức bị hắn thu vào trong vòng xoáy, sau đó hắn móc ra một thần hành phù dán vào trên người mình, thân hình thoáng động và nhanh chóng lao về phía san. Ở nơi Dương Diệp vừa biến mất, một đại hán râu quai nón xuất hiện, người này lông mày rậm mắt to, trên thân nổi rõ cơ bắp cùng gân xanh, tràn ngập lực lượng. Nếu như Dương Diệp ở nơi này sẽ phát hiện ra đại hán râu quai nón lại chính là huyền thú hóa hình hắn gặp được lần đầu tiên ở thập vạn đại sơn khi những kỳ binh hoàng gia của đế quốc Đại Tần cùng đuổi hắn và Tần Tịch Nguyệt. Nam tử cường tráng râu quai nón hít nhẹ trong không trung, sau đó quay đầu lại nhìn về phía bên phải, hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu tạp chủng, để cho ngươi chạy trốn một lần đã làm cho ta mát hết mặt mũi ở trong đế quốc, man sư ta sao có thể để cho ngươi đang lẩn trốn được lần thứ hai chứ? Nếu để cho ta bắt được ngươi, ta không thể không lột da rút gân ngươi. Hắn vừa nói dứt lời, thân hình thoáng động và lao về phía Dương Diệp trốn chạy. Ở dưới thần hành phù cùng tật phong hoa gia tăng, tốc độ của Dương Diệp vẫn rất nhanh, nhưng dù sao cảnh giới giữa hắn cùng với man sư chênh lệch quá lớn, cho nên sau khi chạy gần 2 canh giờ, khoảng cách giữa Dương Diệp cùng man sư càng lúc càng gần, chỉ có không đến 30 trượng, đồng thời khoảng cách này vẫn đang không ngừng thu nhỏ lại. Dương Diệp rất nhanh đã nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, ngoại trừ cường giả linh cấp phía sau lưng ra, xung quanh còn có vô số đạo khí tức đang không ngừng chạy về phía hắn, những khí tức không phải là khí tức nhân loại, là huyền thú. Lúc này, Dương Diệp cảm thấy không bình thường, theo đạo lý mà nói, trong dãy núi Thanh Vân không có khả năng xuất hiện cường giả linh cấp, nhưng hiện tại lại xuất hiện, rõ ràng đế quốc huyền thú đã phá hủy quy củ của Thanh Vân bảng, nhưng cường giả nhân loại lại không đi ra can thiệp. Là nhân loại cùng huyền thú cùng đuổi giết hắn, hay đây là một phía đế quốc huyền thú truy sát? Nếu như là cái sau, vậy còn được, nhưng nếu như là cái trước, chuyện lại không dễ xử lý. Nhân loại, chết cho ta! Đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ, bắt chợt một nắm đám với kình phong mạnh mẽ xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, hắn đột nhiên dừng lại và xoay người đánh về phía nắm đám này. Bành! Một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây, bất chợt Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau khi bay chừng 10 trượng, đầu ngón chân của Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái trên không trung, sau đó xoay người nhanh chóng lao về phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Man Sư hiện lên sự kinh ngạc, rõ ràng hắn không nghĩ tới kẻ trước mắt này là nhân loại cảnh giới tiên thiên lại có thể đỡ của hắn một quyền mà còn có thể chạy trốn được, phải biết rằng, một đòn lúc trước của hắn đã kèm theo hơn nửa lực lượng. Đối phương tại có thể đỡ được hơn nửa lực lượng của hắn, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu người trước mắt này chỉ có thực lực cảnh giới tiên thiên, mức độ cường hãn của thân thể hắn tại không dưới một ít yêu nghiệt huyền thú vương cấp của đế cố truyền thú. Man sư thu hồi tâm tư, thân hình thoáng động, lại đuổi theo, không quan tâm thế nào, nhân loại trước mắt này nhất định phải chết, hắn nhất định phải mang về con huyền thú thần bí màu tím này, đây chính là tời hổ tôn căn dặn. Lúc này Dương Diệp đã thi triển tốc độ của mình cực hạn, thân thể hắn đi qua nơi nào đều mang theo từng tiếng vù vù. Lúc trước đỡ một chiêu của huyền thú linh cấp phía sau, hắn lại biết được huyền thú linh cấp phía sau này mạnh hơn phượng vũ của Bách Hoa Cung không biết bao nhiêu lần. Nếu như theo thực lực bình thường, hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Chênh lệch cảnh giới giữa bọn họ thật sự rất lớn, về điểm ấy, không phải huyền kỹ nào cũng có thể bù đắp được, đương nhiên. Trừ khi nắm giữ huyền kỹ thiên cấp trong truyền thuyết, nếu có huyền kỹ thiên cấp và đánh bất ngờ, có lẽ có thể có cơ hội. Nhưng hiện tại, hắn vẫn phải chạy thoát thân. Tử Điêu là kẻ không tim không phổi, nó hoàn toàn không để ý tới huyền thú linh cấp phía sau này Dương Diệp. Nó ngồi ở trên vai Dương Diệp, móng nhỏ không ngừng nhéo lấy lỗ tai của Dương Diệp. Trong mắt lóe ra sự ưng phấn, dáng vẻ như vậy giống như đang bảo Dương Diệp chạy nhanh hơn nữa. Thấy tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, Man Sư hừ lạnh một tiếng, chân phải chợt đạp xuống đất mượn lực lao nhanh hơn. Mà vào lúc này, Dương Diệp đang chạy như điên lại đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người rút kiếm chém một cái. Dương Diệp đột nhiên dừng lại, làm cho Man Sư đang lao nhanh về phía trước chợt sửng sốt, tiểu tử trước mắt này muốn chết sao?
nhưng trong đầu hắn vừa xuất hiện ý nghĩ này, một đạo kiếm khí màu vàng đã bắn nhanh về phía hắn. Nhìn đường kiếm khí màu vàng này, trong mắt Man Sư hiện lên một sự xem thường, quyền phải đập thẳng tới. Bành! Một tiếng năng tượng nổ mạnh vang lên, kiếm khí màu vàng lập tức tiêu tan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Man Sư càng thêm xem thường, nhưng vào lúc này, Man Sư dường như cảm giác được điều gì khiến đồng tử co tại kịch liệt, hắn đang chuẩn bị rời đi nhưng vẫn muộn rồi, chỉ thấy chỗ cổ họng của hắn đột nhiên tràn ra một dòng máu tươi. Đó là do ấn kiếm của Dương Diệp tạo ra, lúc trước kiếm khí màu vàng chẳng qua là một ngụy trang, thuật điều khiển kiếm và ấn kiếm mới là sát chiêu thật sự của hắn, lần này hắn không nương tay, thuật điều khiển kiếm lại thêm ấn kiếm, đồng thời còn dùng tới kiếm ý cùng huyền khí ngũ hành, nhưng hắn chung quy vẫn thất bại. Bởi vì khi ấn kiếm vừa đâm rách lớp da ở cổ họng của Man Sư dùng cầm kẹp chặt lấy ấn kiếm. Cường giả linh cấp nổi giận. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp cảm thấy đáng tiếc lắc đầu, tâm niệm hắn thoáng động khiến ấn kiếm bay ngược trở về trong tay hắn, sau đó thân hình hắn thoáng động, không quay đầu lại mà nhanh chóng lao về phía xa. Một đòn không có kết quả thì trốn xa ngàn dặm, lúc này Dương Diệp có một chút tác phong của sát thủ. Lau máu tươi ở chỗ cổ họng, Man Sư ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp đã biến mất khỏi trong tầm mắt, sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn đường đường là cường giả linh cấp, lại có thể thiếu chút nữa bị một nhân loại cảnh giới tiên thiên tôn thương. Điều này thật sự quá nhục nhã. Nhân loại, Man Sư ta xin thề, không giết người thề không làm thú. Phía sau Dương Diệp truyền đến tiếng gầm gừ của Man Sư. Phẫn nộ làm cho Man Sư đã quên mất vì sao Dương Diệp có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, quên thuật điều khiển kiếm cùng với thanh kiếm kỳ lạ kia của Dương Diệp. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là ăn sống nuốt tươi nhân loại trước mắt này. Dương Diệp tiếp tục chạy như điên. Ở dưới sự gia tăng của thần hành phù thượng phẩm cùng tật phong hoa, hắn miễn cưỡng có thể duy trì một khoảng cách cùng Man Sư phía sau, tuy nhiên hắn cũng biết, kéo dài nữa hắn bị đối phương đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ đến đây, chân mày Dương Diệp nhíu chặt, lúc này hắn có chiến cũng không nổi, chạy cũng không thoát, vừa rồi hắn đã thử tập kích qua, thất bại. Rất nhanh, mắt Dương Diệp sáng rực lên, hắn thiếu chút nữa quên mất một chỗ, đó chính là đoạn hồn uyên. Chỉ cần hắn nhảy vào đoạn hồn uyên, người phía sau này chẳng lẽ còn dám đuổi tiếp sao? Nghĩ đến đây, Dương Diệp lập tức thay đổi phương hướng và lao về phía dãy núi đoạn hồn. Thời gian trôi qua từng chút một, Dương Diệp chạy trốn từ khi trời sáng đến tận đêm, sau đó lại từ đêm chạy trốn tới ban ngày, mà Man Sư ở phía sau hắn lại giống như giỏi bám trên mu bàn chân, theo hắn thật sát, tạm cho hắn làm thế nào cũng không thể bỏ rơi được đối phương, nếu như không phải có thần hành phù. Chỉ sợ hắn đã sớm bị đối phương bắt được. Chuyện đế quốc huyền thú phát động cường giả linh cấp, cho dù Man Sư cố gắng che giấu hơi thở của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị nhân loại phát hiện. Trên một ngọn núi cách dãy núi Thanh Vân nghìn hơn dặm, Thanh Vân Tử dẫn đầu đại biểu của các thế lực lớn đang giằng co với đám người đế quốc huyền thú do Hồ Tông Nguyên dẫn đầu, hai bên bước vào tư thế chuẩn bị, dường như trong phút chốc sẽ chiến đấu. Hồ Tông Nguyên, đế quốc huyền thú ngươi lại dám phá hủy quy định sao? Thanh Vân Tử lạnh lùng nhìn Hồ Tông Nguyên, trong giọng nói hoàn toàn không che giấu sự tức giận. Hồ Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói. Thanh Vân Tử, lúc trước ta đã nói qua, đế quốc huyền thú ta phái cường giả linh cấp ra, chỉ là vì con huyền thú thần bí này, bọn họ sẽ không ta tay với đệ tử môn hạ của các ngươi. Đương nhiên, nếu như môn hạ của các ngươi ngăn cản hắn, vậy không trách được chúng ta. Thanh Vân Tử nghe vậy lại trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không có nói gì. Hắn đương nhiên biết Hồ Tông Nguyên đang giở trò lưu manh, nhưng không thể không nói, Phủ Tông Nguyên làm vậy cũng rất hợp với ý của hắn. Nếu Nguyên Môn không chiếm được loại phương pháp khống chế huyền thú này, vậy các tông môn khác cũng đừng mong nhận được. Nghĩ đến này, Thanh Vân Tử hoàn toàn im lặng, thấy Thanh Vân Tử im lặng, các thế tực khác cũng im lặng. Rõ ràng, lúc này bọn họ cùng Thanh Vân Tử đều nghĩ tới chuyện. Kiếm Tông Ngọc Hành cùng Tô Thanh thì đương nhiên sẽ không im lặng, bất kể nói thế nào, lúc này Dương Diệp đại biểu cho Kiếm Tông. Khi Ngọc Hành vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Hồ Tông Nguyên đột nhiên nhìn về phía bọn họ, sau đó lạnh lùng nói. Có lẽ hai vị còn không biết, lần này ở trong dãy núi Thanh Vân, đệ tử Kiếm Tông của các ngươi nội chiến, ngoại trừ Mộ Dung Yêu ra, tất cả đệ tử Kiếm Tông còn sống sót đều bị thiếu niên Dương Diệp này chém giết, đúng rồi, Tư Đồ Vinh cũng bị chém giết. Phải biết lúc đó có hàng vạn huyền giả nhân loại cùng vô số huyền thú nhìn thấy,
nói vậy lúc này Thanh Vân Tử cũng đã nhận được tin tức đi, các ngươi có thể hỏi hắn. Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi nghe vậy thì biến sắc, Ngọc Hành quay đầu lại nhìn về Thanh Vân Tử, chỉ thấy Thanh Vân Tử nói. Ngọc Hành huynh, Hổ Tông Nguyên không lừa ngươi, lần này đệ tử kiếm tông ngươi tham gia Thanh Vơ Bảng, ngoại trừ Mộ Dung Yêu ra, tất cả mọi người đã chết ở trong tay của Dương Diệp, loại đệ tử đại nghịch bát đạo như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn thiên vị nữa sao? Chà chà! Lúc này, bộ xương khô đột nhiên phát ra một tiếng cười quái dị, nói. Đồng môn tương tàn, Ngọc Hành, không nghĩ tới kiếm tông ngươi lại có thể sẽ xảy ra chuyện đồng môn giữa thải lẫn nhau, ha ha. Sắc mặt Ngọc Hành khó coi, hắn hiểu rõ về tính cách của Dương Diệp, người này tuyệt nói có thủ đoạn độc ác, chẳng qua là Ngọc Hành không nghĩ tới đối phương lại dám tiêu diệt đệ tử kiếm tông ở trong dãy núi Thanh Vân, chẳng lẽ hắn lại thật sự cho rằng có Lâm Sơn che chở, kiếm tông sẽ không đối phó với hắn sao? Ta không tin hắn sẽ làm như vậy. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi vẫn duy trì im lặng đột nhiên nói một câu, sau đó nàng đi về phía dãy núi Thanh Vân. Mà vào lúc này, Hỗ Tông Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tô Thanh Thi, nói. Tô tiên tử, nàng đi đâu? Tô Thanh Thi liếc mắt nhìn Hỗ Tông Nguyên, nói. Nếu đề quốc huyền thú ngươi đã phá vỡ quy củ, vậy kiếm tông ta cần gì phải tuân thủ quy định nữa? Hai mắt Hỗ Tông Nguyên híp lại, nói. Cường giả linh cấp của đế quốc huyền thú ta chẳng qua là đi bắt con huyền thú thần bí này mà thôi, cũng không nhằm vào huyền giả nhân loại của nàng. Có khác nhau sao? Tô Thanh Thi thản nhiên nói. Hồ Tôn, đến cảnh giới cao như ngươi còn chơi trò chơi chữ này sẽ chỉ tàm ta khinh thường ngươi thôi. Ha ha! Hồ Tông Nguyên đột nhiên phá tên cười, cười một phát sau đó nói. Tô tiên tử nói phải, người ở chỗ này đều biết, nếu như vậy. Hổ Tông Nguyên ta cũng sẽ không học bộ dạng dối trá của nhân phải các ngươi. Thật ra, ta phái ra huyền thú linh cấp ngoại trừ muốn đưa con huyền thú thần bí này kia về, còn có một nhiệm vụ, đó chính pha tiêu diệt người khống chế huyền thú thần bí này. Nghe được Hổ Tông Nguyên nói, Tô Thanh Thi mắt hơi ướt, trong mắt lóe lên một sự bi thương, kiếm tông cuối cùng vẫn quá yếu. Nếu như Dương Diệp là đệ tử của Nguyên Môn, người trước mắt này còn dám không kiêng nể như vậy sao? Nguyên Môn sao có thể để cho đế quốc huyền thú quang minh chính đại phái cường giả linh cấp đi đối phó Dương Diệp như vậy? Kiếm tông thật sự xuống dốc đến trình độ này sao? Lúc này trong lòng Tô Thanh Thi dâng lên sự bi ai, Tô Thanh Thi lắc đầu cố ép tâm tình trong lòng xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hổ Tông Nguyên, bất chợt cổ tay nàng thoáng động, Thanh Minh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, khi nàng muốn ra tay, đột nhiên, Tô Thanh Thi nhíu mày, trong phút chốc, đôi mắt nàng lộ vẻ tươi cười. Rất nhanh, trong mắt Tô Thanh Thi lại khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Hổ Tông Nguyên nhưng không hề ra tay nữa, nàng xoay người trở về chỗ của mình và im lặng. Hành động của Tô Thanh Thi làm cho mọi người đều không hiểu nổi, lúc trước nàng muốn ra tay, chẳng qua vì sao lại đột nhiên ngừng lại. Nàng biết rõ sự chênh lệch giữa nàng cùng Hổ Tông Nguyên sao? Lúc này Hổ Tông Nguyên cũng nghi ngờ không hiểu nổi, lúc trước hắn đã cảm nhận được huyền khí của Tô Thanh Thi dao động. Hắn cũng chuẩn bị xong tinh thần chiến đấu, chẳng qua vì sao đối phương lại ngừng lại. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương sợ hắn, hắn vẫn nghe nói qua về nữ tử trước mắt này, đối phương lại là cường giả trên Tiềm Long bảng, cho dù hắn đã là cấp tôn, nhưng muốn mượn điều này làm đối phương sợ hãi thì hiển nhiên không có khả năng. Chẳng qua nếu như không phải là vậy thì là tại sao? Chuyện xảy ra phản ứng khác thường, tất có vấn đề, Hổ Tông Nguyên càng thêm đề phòng về Tô Thanh Thì. Trong một chỗ rừng cây rậm rạp, rừng cây vô cùng yên tĩnh, không có chút âm thanh nào, đột nhiên, một bóng người rơi vào trên mặt đất, bịch một tiếng, mặt đất lập tức nứt ra, vô số bụi bặm cuốn lên trên không trung. Người vừa tới không phải là ai khác, chính là Man Sư vẫn truy kích Dương Diệp, hắn đuổi Dương Diệp đã một ngày một đêm, đuổi theo một nhân loại cảnh giới tiên thiên mà hắn đuổi một ngày không bắt được, thậm chí còn bị đối phương tổn thương, điều này làm cho Man Sư tức giận vô cùng. Hận không thể ăn thịt của Dương Diệp, uống máu của Dương Diệp. Đứng ở trong rừng cây và cảm nhận được sự kỳ quái trong rừng cây, Man Sư ép xuống lửa giận trong lòng, đề phòng quan sát xung quanh. Hắn không phải là người ngu xuẩn, trải qua nhiều lần giao chấu, hắn đã một lần nữa ước đoán lại thực lực của Dương Diệp, thực lực của đối phương quả thật không bằng hắn, nhưng huyền kỹ của đối phương tại vô cùng quỷ dị, nếu như đối phương chẳng qua chỉ có huyền kỹ quỷ dị kia, hắn cũng không cần sợ. Nhưng người đó còn lĩnh ngộ kiếm ý trong truyền thuyết, mà huyền khí này lại là kim huyền khí trong huyền khí ngũ hành. Nói đơn giản,
Lúc này Dương Diệp đã có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Đương nhiên, nếu như đánh chính diện, hắn đương nhiên sẽ không sợ, nhưng nếu như đối phương chơi ngầm thì sao? Không có nếu như, đối phương đang chơi xấu. Lại đây nào! Man sư chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt vẫn luôn cảnh giác đề phòng xung quanh. Sau khi đi được vài bước, man sư đột nhiên dừng lại, sau đó cười lạnh nói. Tên rác rưởi, ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi rồi, đừng cố che giấu làm gì nữa. Trong rừng cây, không có bất cứ ai trả lời, vẫn im lặng như trước. Man sư nhướng mày, đi về phía trước thêm hai bước, hai chân vừa dẫm lên một đống lá khô thì sắc mặt man sư lập tức biến đổi, cơ thể trong chớp mắt lùi nhanh về phía sau. Dù thế thì vẫn đã muộn, đống lá khô đột nhiên phóng lên cao, lớp da trên chân man sư lập tức nứt ra, một dòng máu tươi từ bàn chân chảy xuống. Cảm nhận được đau đớn da thịt do đường kiếm quỷ dị của đối phương gây ra, man sư giận không nói nên lời, nhưng chân sắp chạm đất thì sắc mặt của man sư lần thứ hai đại biến, một lá bùa xuất hiện ngay trên chơ mần sư, sau đó một tia sấm sét trực tiếp từ trên trời hạ xuống, cảm nhận được sức mạnh khủng bố bên trong tia sét, ánh mắt man sư lộ ra sợ hãi. Growl. Man sư gầm lên giận dữ rồi trực tiếp khôi phục bản thể, sau khi khôi phục thì tia sét kia đã ở ngay phía trên đầu hồi. Oanh! Một tiếng sấm rền vang lên giữa rừng xanh tĩnh mịch, cùng một tiếng gào thất thanh, một luồng sóng khí nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh bốn phía, dưới áp lực của sóng khí khủng khiếp kia, những cây cổ thụ xung quanh nhanh chóng hóa thành vụn gỗ. Keng! Đúng lúc này, một tiếng kiếm vang lên, chỉ thấy lúc man sư đang ở trên không thì có một đường kiếm khí màu vàng cắt ngang trong không khí, nó lao về phía man sư đã sớm bị thương. Khi đường kiếm khí mà uy si vàng kia đã ở gần sát trên người của man sư thì một tia sáng màu tím quỷ dị xuất hiện, tốc độ của nó nhanh hơn đường kiếm khí màu vàng kia một bước, nhanh chóng chạm vào người man sư. Một tiếng nổ vang trời lại vang lên, trên lưng vị man sư đã bị thương kia giờ lại xuất hiện thêm vài lỗ máu, đường kiếm khí màu vàng kia cũng đã áp sát phía trên. Dầm! Đường kiếm khí màu vàng kia lướt qua người man sư, để lại một đường kiếm thật sâu. Lúc này đây, Dương Diệp đã xuất hiện trên lưng của man sư, hai tay hắn nắm chặt tử linh kiếm, chuẩn bị ra một đòn thật mạnh vào đầu của man sư. Đường kiếm đang đi xuống, man sư đột nhiên xoay người một cái, Dương Diệp lập tức bị đánh bay về phía một cây đại thụ. Rầm! Cây đại thụ lập tức bị gãy, Dương Diệp thì nằm trên mặt đất. Dương Diệp thầm thở dài, sau đó hắn liền rút ra một tấm phù trị liệu và một tấm thần hành phù vỗ vào người. Một luồng huyền khí mạnh mẽ tràn ra từ trong dạch tật phong, hắn lùi về phía sau thật nhanh, ngay khi hắn lùi về sau thì tử điêu trên vai hắn đột nhiên vung lên chiếc móng vuốt nhỏ của mình. Hơn 10 đường sáng tím tại phóng đi như bay về phía man sư đang bổ nhào về phía Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ thất thanh tại vang lên từ trong rừng cây. Sau một lúc lâu, bên trong rừng lại trở nên yên tĩnh, man sư lúc này đây rất thảm hại, phía trên lưng là từng mảng thịt đỏ tươi lộ ra ngoài. Máu từ trên lưng chảy xuống đất như một dòng nước. Nhân loại, nhân loại. Thân hình man sư khẽ run lên, man sư khôi phục hình người, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Dương Diệp đang tẩu thoát, hai tay man sư nắm chặt thành quyền, trên mặt là biểu hiện hung dữ đáng sợ. Sau một lúc lâu, một tiếng gầm khản đặc vang vọng khắp rừng cây, một tiếng gào quỷ dị, khiến lòng người rét run. Sau khi Dương Diệp chạy ra khỏi rừng cây thì vội vàng lấy mấy viên thạch năng lượng ra hấp thụ. Huyền khí điên cuồng trào ra từ chiếc giày tật phong, hắn phóng nhanh về phía đoạn hồn sơn mạch. Dương Diệp nhìn lại man sư đã bị đánh đến trọng thương thì trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn đã dùng tấm phù cao cấp duy nhất mà hắn có, cộng thêm đòn đánh lén của tiểu tử kia nữa mà vẫn không thể giải quyết được đối phương. Ít ra thì cũng đã khiến đối phương bị thương rồi, nhưng hắn biết, một chút vết thương đó đối với một huyền thú linh cấp là không đáng kể. Sau khi Dương Diệp cảm nhận nguồn khí lực phát ra từ cú đánh của man sư túc nãy, hắn lập tức chọn đào tàu chứ không chọn thi triển con át chủ bài để liều chết cùng đối phương. Bởi vì nếu man sư muốn chạy trốn thì Dương Diệp hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, vì nơi này là thập vạn đại sơn. Nếu Dương Diệp đã không nắm chắc phần thắng 100% thì hắn sẽ không sử dụng con át chủ bài, vì một khi đem át chủ bài lật ra mà lại không thể tiêu diệt được man sư thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Thứ nhất, Quỷ Tông sẽ không bỏ qua cho hắn, vì viên huyết sát châu kia thì chỉ trợ rằng Quỷ Tông có thể sẽ phái đi cả cường giả cảnh giới tôn giả để lấy về. Còn hắn, một khi để lộ ra chuyện hắn đã thu phục rất nhiều huyền thú, chắc
chắc chắn đế quốc huyền thú sẽ truy lùng và giết chết hắn, và cả thế lực nhân loại nữa, nhất là đế quốc Đại Tần sẽ để mắt đến hắn, đến lúc đó thì cả mẹ hắn cũng không cứu được hắn. Tóm lại thì thực lực hiện tại của hắn quá yếu, mà giờ hắn lại đang sở hữu thứ mà các thế lực siêu cấp kia thèm khát, nếu như không muốn các thế lực siêu cấp kia nhắm vào thì hắn chỉ có thể khiêm tốn một chút, biết điều một chút thôi. Dọc đường đi, Dương Diệp chỉ biết liều mạng mà chạy, nhờ có tiểu tử kia mở đường cho, nhờ có uy lực phát ray từ người tiểu tử kia nên những nơi hắn đi qua ngay cả một con kiến cũng không có, hắn chỉ chạy thẳng một đường rất thuận lợi. Đương nhiên, nếu mà bọn họ gặp con huyền thú linh cấp kia thì hắn và tiểu tử kia chỉ có thể chọn đường chồn mà thôi. Hiện tại hắn và tiểu tử kia hợp lại cũng không thể chống lại được con huyền thú linh cấp kia, mà phía sau có một con nữa chớ. Chớp mắt thời gian đã trôi qua rất nhanh, trời cũng đã tối đen. Thập vạn đại sơn về đêm chính là thời điểm thập vạn đại sơn nguy hiểm nhất, bóng tối đặc biệt có lợi với huyền thú, nên rất nhiều huyền thú sẽ lựa chọn hoạt động về đêm. Nhớ lại đàn giả kiêu mà Dương Diệp đã gặp ở đáy vực kia cũng khiến Dương Diệp phải mất hồn, tuy huyền thú này chỉ là huyền thú cấp thấp, nhưng nếu số lượng nhiều thì thực lực rất đáng gờm. Số lượng vẫn là một lợi thế. Dương Diệp không tiếp tục chạy trốn nữa, đêm nay không có trăng, tuy vẫn nhìn thấy đường nhưng vẫn bắt tiệt. Dĩ nhiên, quan trọng hơn hết là hắn sẽ phản kích một lần nữa, Dương Diệp hắn không phải là loại người thích rơi vào thế bị động, nếu có thể giải quyết được đối phương thì quá tốt. Mà nếu không giải quyết được nhưng có thể khiến đối phương cảm thấy phiền phức thì hắn cũng sẽ rất vui. Ý nghĩ đó Dương Diệp là thật, nhưng sự thật lại tàn khốc vô cùng, lúc này đây, Man Sư không hề cho hắn thời gian chuẩn bị, vì chỉ một lúc sau khi hắn dừng chạy trốn thì một bóng người từ trên trời rơi xuống. Bóng người như một khối thạch tớn ngàn cân rơi xuống đất, làm cho cả mặt đất phải rung chuyển. Dương Diệp nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Man Sư thì nheo mắt lại nhìn, làm sao mà nhanh thế được. Chẳng lẽ đối phương cũng có thần hành phù? Nhân loại kia, ta phải nghiền nát xương của ngươi, chậm chậm thưởng thức thịt của ngươi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta sẽ cho ngươi cảm nhận tất cả những chuyện này. Man Sư nhìn Dương Diệp một cách tàn độc, hai tay nắm thành quyền tạo thành tiếng răng rắc vang dội. Dương Diệp nhíu mày, sau đó khẽ nở nụ cười nói. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Lại đây nào, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có đặt bẫy gì ở đây đâu. Chúng ta cùng đấu một trận công bằng đi. Man Sư đang tiến lại gần Dương Diệp, nhưng sau khi nghe xong lời nói của Dương Diệp thì đột nhiên dừng lại, lửa giận cũng hạ xuống một ít, nghĩ đến việc mấy lần trước Dương Diệp đánh lén mình, Man Sư đầu óc cũng tỉnh táo ra một chút. Đúng vậy, tại sao người này lại không chạy, vì sao đang chạy trốn thì đột ngột dừng lại? Man Sư càng nghĩ càng khẳng định nhất định tà Dương Diệp đang có âm mưu gì đó. Man Sư lập tức không đi tiếp về phía Dương Diệp đang đứng nữa mà lùi về sau hai bước, ánh mắt đề phòng mọi thứ xung quanh. Dù cơ thể hắn có cường đại thì hắn cũng không muốn trúng loại bùa chú này lần thứ hai đâu. Nhìn thấy hành động của Man Sư, Dương Diệp cười thầm, trên mặt cũng cực kỳ bình tĩnh nói. Sao, không phải ngươi muốn nghiền nát xương của ta sao? Ta đang đứng đây này, lại đây đi nào. Sao thế, chẳng lẽ ngươi tại sợ một nhân loại cảnh giới tiên thiên như ta sao? Nói xong, Dương Diệp có ý tiến về phía Man Sư hai bước. Man Sư lần này không hề tức giận, ngược lại ánh mắt cảnh giác còn cao hơn vài phần, vì Man Sư tin Dương Diệp sẽ đứng đây chờ chết. Nếu vậy thì chắc chắn lần này cũng như những lần trước, tên này lại dùng mấy tiểu xảo gì đây? Nghĩ thế, Man Sư trầm giọng nói. Tên nhân loại rác rưởi kia, ngươi lại dùng thủ thuật gì nữa đây? Nếu có bản lĩnh thì đấu một trận đàng hoàng đi. Có bản lĩnh thì đấu một trận sao? Dương Diệp ngẩn người, sau đó mỉm cười, gật đầu nói. Được, vậy ngươi lên đi, chúng ta đấu một trận, lại đây nào, ta đang đứng đây nè. Không chạy. Man Sư híp hai mắt lại, sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, một cỗ khí thế cường hãn phát ra từ trong cơ thể, Man Sư tức giận nhìn Dương Diệp nói. Nhân loại, dù ngươi có làm cái gì đi nữa thì Man Sư ta cũng không sợ đâu. Man Sư nói xong thì chuẩn bị xuất kích. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lại đặt mông ngồi xuống đất, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm bùa, Dương Diệp lười biếng nói. Đúng, ngươi sao lại sợ một nhân loại nho nhỏ như ta được đúng không? Ta cũng chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé ở cảnh giới tiên thiên, ngươi chỉ cần búng tay là có thể bóp chết được ta rồi. Đến đây, ngươi phải tin tưởng vào chính mình chứ, đến đây giết chết ta đi này. Nhìn thấy tấm bùa trong tay Dương Diệp,
Man sư nheo mắt, sau đó ngừng lại, man sư hắn không biết rõ về nhân loại này, nhưng hắn biết tỉa sét có thể phá vỡ phòng ngự của hắn lúc nãy chính là do tấm bùa này gây ra. Và lý do hắn nuôi không kịp tên nhân loại này, cũng là do tấm bùa này. Mà tên nhân loại này lại đang cầm trong tay tấm bùa đó. Man sư nghĩ xong thì theo bản năng lùi về sau hai bước, man sư đã thầm thừa nhận uy lực của tấm bùa nào hồi. Dương Diệp nhìn thấy hành động của man sư thì đứng tên, sau đó vẫy tay nói. Ngươi đã không đánh, vậy thì ta đi trước. Dương Diệp nói xong thì phóng từng bước về phía xa, đúng, hắn bỏ đi mà không dùng một huyền kỹ thân pháp nào cả, chỉ pha thoải mái bỏ đi, cứ như đang chờ man sư đuổi theo hắn vậy. Man sư nhìn bóng lưng Dương Diệp thì lòng thầm đấu tranh, để tên nhân loại đó bỏ đi trước mắt mình thế này thì trong lòng man sư rất không muốn, nhưng nếu đuổi theo thì lại có chút kiêng dè. Vì biết đâu được tên đó đã đặt bẫy sẵn để chờ hắn vào trong thì sao? Trong lúc man sư đang do dự không biết làm sao, thì Dương Diệp đã đi được khoảng 20 trượng, thật sự Dương Diệp cũng đang rất khẩn trương, vì nếu man sư mà thật sự xông tên thì hắn đành phải liều chết đấu với đối phương một trận. Lần này, hắn sẽ không thể lấy đánh lén để giành ưu thế, nếu đấu chỉ có thể đấu đàng hoàng, mà một khi đấu đàng hoàng thì hắn cũng xác định xong đời. Bởi vì dù có dùng kiếm ý tam trọng cũng không có tác dụng. Cảnh giới của hắn và man sư chênh lệch quá lớn. Ôi, đáng tiếc, chỉ số thông minh của man sư đã giúp hắn tránh khỏi nguy hiểm. Sau khi đi được 30 trượng, Dương Diệp đột nhiên thi triển tốc độ lên đến cực đại, hóa thành bóng đen phóng đi như gió, không đến một giây đã biến mất khỏi tầm mắt của man sư, hòa vào màn đêm hắn ám. Thấy cảnh này, man sư đang do dự đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vọt người đuổi theo. Phóng về phía Dương Diệp đi lúc nãy. Lúc nãy man sư nhìn thấy Dương Diệp ở nơi này, nhưng giờ khi đứng ở đây thì chỉ còn gió lạnh, không còn cái gì khác. Man sư biết mình đã bị đối phương đùa giỡn. Gương mặt của man sư lập tức trở nên hung ác, hai mắt đỏ ngầu, man sư phẫn nộ dậm mạnh chân phải, mặt đất nứt ra, một tiếng gần phẫn uất vang vọng giữa rừng đêm. Tên nhân loại rác rưởi kia, cho dù ngươi có trốn trong hoàng cung của đế quốc Đại Tần, ta cũng phải giết ngươi câu bằng được. Nghe được câu nói vọng tại từ phía sau, Dương Diệp dùng mình một cái, tuy không nhìn thấy nhưng hắn cũng cảm nhận được man sư đang tức đến mức nào. Mà tức đến vậy thì cũng bình thường thôi, một cường giả linh cấp mà tại bị một huyền giả cảnh giới tiên thiên trêu chọc thì ai mà chịu cho nổi. Dĩ nhiên, trong lòng Dương Diệp chẳng có gì là đắc ý cả, chuyện này thì có gì để đắc ý chứ, người bị truy đuổi vẫn là Dương Diệp hắn thôi. Nếu không phải đối phương cẩn thận, vậy thì tình cảnh hiện tại của hắn là cực kỳ nguy hiểm. Dương Diệp lắc đầu, quên đi mấy chuyện vớ vẩn đó, Dương Diệp lấy thần hành phù vỗ vào người mình, rồi hiệp thụ mây viên đá năng tượng. Dù cho có thần hành phù, nhưng nếu không có giày tật phong thì hắn cũng sẽ không thể thoát khỏi đối phương. Nhưng mà có một vấn đề là, cái giày tật phong này tốn nhiều huyền khí quát. Từ lúc bị man sư đuổi giết đến bây giờ, hắn đã dùng hơn 200 miếng đá năng tượng. Tuy số tượng này đối với hắn là không có gì đáng kế nhưng với huyền giả khác thì đây là một con số lớn rồi. Mà cái thần hành phù kia đúng là bảo vật chân quý, dù là đệ tử của nguyên môn cũng sợ là không phải ai cũng có. Dương Diệp biết, trước giờ hắn luôn trốn được sự truy giết của các cường giả linh cấp là nhờ vào thuật chú này. Nếu không có vô số đá năng tượng và thần hành phù thì Dương Diệp hắn dù là châu cũng tuyệt đối không bao giờ trốn thoát một cường giả linh cấp lâu đến thế. Dương Diệp rất rõ thực lực của mình, hắn vẫn luôn xem xét thực lực của bản thân. Dù lúc trước hắn suýt chút nữa đã giết được một cường giả linh cấp, nhưng hắn vẫn chưa từng quá đắc ý hay tự mãn, dù hắn đã từng cùng ngồi cùng ăn cùng cường giả linh cấp. Nếu hắn là một kẻ tự mãn như thế thì Dương Diệp hắn sẽ có kết cục giống như mấy tên huyền giả kiêu ngạo khác từ lâu rồi. Cảm nhận được khí tức ngày một gần ở phía sau, Dương Diệp ngừng suy nghĩ, đẩy nhanh tốc độ, phóng về phía xa. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp sáng rồi, một vòng tròn đỏ của mặt trời hiện ra trên trời cao, chiếu sáng vạn vật xung quanh, chiếu vào cơ thể làm người ta có cảm giác thật ấm áp. Lúc này, Dương Diệp không biết bản thân đang ở chỗ nào của Thập Vạn Đại Sơn, nhưng hắn biết vị trí hiện tại các đoạn hôn sơn mạch rất xa. Từ Tân Đô đến Thanh Vân Sơn cũng chỉ có mây ngàn dặm, mà hai đêm này hắn đi được cũng ít nhất là hơn 2.000 dặm rồi. Nói dễ hiểu thì nếu hắn liều mạng chạy trong mấy ngày mấy đêm thì mới có thể đến được đoạn hồn sơn mạch. Dương Diệp nghĩ đến chuyện phải mát mấy ngày mây đêm thì thoáng cau mày, man sư đuổi theo phía sau thì càng lúc càng gần,
nhiều nhát một ngày đối phương có thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa, hắn có cảm giác, không biết tên man sư kia dùng cách gì mà tốc độ đuổi theo hắn mỗi lúc một nhanh, thậm chí chưa đến một ngày, hắn sẽ bị đối phương đuổi kịp. Hít sâu một hơi, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Trồn Tìm, sau đó nói. Tiểu tử, có biện pháp gì để giải quyết cái tên bám dai như đĩa ở phía sau không? Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó móng vuốt nhỏ múa may vài cái, nó đang nói Dương Diệp cứ liều mạng đánh một trận với tên man sư kia. Dương Diệp cười khổ tắc đầu nói. Ta cũng muốn đấu với tên đó một trận, nhưng mà trận chiến này pha không thẻ. Tử Điêu chỉ vào bụng Dương Diệp. Dương Diệp lại lắc đầu nói. Chúng nó tuy là nghe theo lời ngươi, nhưng lỡ chúng nó hùa theo cái tên man sư kia đuổi theo chúng ta thì chúng ta biết phải làm sao. Chẳng phải ta tự tìm đường chết rồi sao? Dương Diệp hắn không phải là chưa nghĩ đến đám huyền thú phía sau man sư, nhưng hắn thật không dám, vì lực uy hiếp của huyền thú linh cấp đã hóa hình với các huyền thú cấp vương là cực kỳ lớn. Mà cho dù đám huyền thú kia hợp lực cùng tiểu tử này chống lại man sư đi nữa thì khi đứng trước mặt man sư, sức chiến đấu của chúng chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Vậy nên, hắn bỏ qua ý định dùng đám huyền thú kia tác chiến. Thấy Dương Diệp lại phản đối ý kiến của mình, Tử Điêu có chút thiếu kiên nhẫn, móng vuốt nhỏ gãi vào lỗ tai Dương Diệp, rồi vỗ vào hai má Dương Diệp, ý muốn nói với Dương Diệp là tự mà nghĩ biện pháp đi. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện tia quyết tâm, nếu sớm muộn gì cũng bị truy đuổi thì không bằng tranh tài một lần luôn cho xong. Dĩ nhiên, dùng một đối một đấu là không thể, mà nếu đã không thể thì chỉ có thể bất ngờ tập kích thôi. Nghĩ thế, Dương Diệp không kiềm nén nữa, huyền khí toàn thân điên cuồng phóng ra từ giày tật phong, sau đó hắn thi triển huyền kỹ thân pháp tật phong bộ, cơ thể lập tức hóa thành một đường sáng bắn về phía xa. Khi Dương Diệp đẩy tốc độ lên đến cực hạn, khoảng cách giữa hắn và man sư rất nhanh được kéo giãn. Khi man sư cảm nhận được tốc độ của Dương Diệp thay đổi thì sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó là mừ ngỡ, man sư hừ lạnh một tiếng nói. Tên rác rưởi, cứ tăng tốc độ lên đi. Cứ cố hết sức mà chạy đi, cứ tiêu hao huyền khí đi, ta muốn xem thử đá năng tượng của ngươi có nhiều đến mức đó không. Trong thập vạn đại sơn đúng là chẳng có gì khác ngoài bụi cỏ rừng câu núi lớn, Dương Diệp chỉ đành chọn một rừng cây, thôi vậy, rừng cây cũng che chắn tốt lắm. Oanh! Trong một rừng cây rậm rạp, hai chân man sư nặng nề dừng lại trên mặt đất, nhất thời toàn bộ mặt đất run lên, vô số la cây rơi xuống. Tên rác rưởi kia, sao không chạy nữa? Man sư nhìn Dương Diệp đứng cách đó không xa thì lên tiếng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.